Ok, xin chào tất cả các anh chị đến với livestream của Theo ngày hôm nay. Quá tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Rồi. Các anh chị có thể kiểm tra giúp Theo là âm thanh có rõ chưa? Và nếu như các anh chị nhìn thấy livestream này thì có thể giúp Theo chia sẻ livestream và tag tên những người bạn của mình vào được không ạ? Ok. Xin được mời các anh chị. Rồi, xin chào Chủ tịch Ngọc Hiền. Hay quá chị ơi. Rồi, xin chào xin chào tất cả các triệu phú la, các tài phiệt la. Ok, xin chào Chủ tịch Như Ý. Rồi, quá tuyệt vời luôn. Xin chào tất cả các tài phiệt đô la ha. Ok, xin chào Phạm Thị Nhung. Ok, các anh chị có thể giúp Theo chia sẻ livestream và tăng tên những bạn bè mình vào ha. Ok, xin chào Chủ tịch Thương Lê, xin chào Chủ tịch Ngọc Phê, quá tuyệt vời ạ. Xin chào Ngọc Hương. Xin chào Chủ tịch Phạm Nga. Rồi các anh chị ơi, những anh chị nào mình đã vào livestream rồi thì giúp Theo chia sẻ livestream và tag tên những người bạn của mình vào. Hôm nay thì em Theo có một cái nội dung khá là tuyệt đẹp, khá là hay và nó sẽ giúp cho các anh chị có được cái nền tảng thành công, giúp cho mình trở thành một cái con người cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ quyết liệt, để mình có thể là đủ cái bản lĩnh, đủ cái bản năng, đủ cái sức mạnh, đủ cái quyền năng để các anh chị có thể tiến đến cái con người thành công của mình, được không ạ? Xin chào anh Lê Thảo. Ok, các anh chị ơi, mình đã vào livestream rồi thì giúp Theo chia sẻ livestream và tăng tên những người bạn của mình vào được không ạ? Hôm nay là một cái nội dung khá là đặc biệt nên các anh chị hãy giúp cho những cái người bạn của mình vào ha. Ok, xin chào Kiều Phụng Nguyễn. Ok, ok, rồi. Xin chào Chủ tịch Thu Thủy nha. Rồi, các anh chị nào đã vào livestream rồi, giúp Theo chia sẻ livestream ha. Và tăng tên những người bạn của mình vào nha. Rồi, xin chào Chủ tịch Thấm Lê. Xin chào chị Tiền Nguyễn. Quá tuyệt vời các anh chị. Xin chào chị Nga Trân. Xin mời các anh chị dùng nước ạ. Bao nhiêu số các anh chị đã có cái ly nước cho mình rồi thì các anh chị có thể là comment để chúng ta cùng nhau uống nước đủ được không ạ? Bao nhiêu số các anh chị ngày hôm nay đã dùng nước đủ đây thì comment nha. Ok. Rồi, rất là tuyệt vời các anh chị. Nội dung ngày hôm nay rất là hay nên các anh chị xin mời các anh chị ha, mình gửi cái livestream này đến cho tất cả những anh chị em bạn bè của mình để mà họ cũng có cái cơ hội được các anh chị giống như các anh chị ở đây có một cái cơ hội để học tập. Thì bao nhiêu số các anh chị đồng ý với em Theo rằng là lúc xưa các anh chị đã tham gia rất là nhiều cái khóa học bản thân, cái khóa học phát triển bản thân các anh chị. Bao nhiêu số các anh chị ở đây đã từng tham gia ít nhất là một khóa học phát triển bản thân đâu các anh chị ơi, có thể giơ tay được không ạ? Ok, em thấy rất là nhiều cái cánh tay ở đây luôn. Quá tuyệt vời. Và các anh chị có biết không ạ, cái thời em Theo là sinh viên á, có nghĩa là em rất là mong muốn thành công. Nhưng mà mình biết một cái điều rằng là để thành công á là mình phải đi học các anh chị. Để thành công là mình phải đi đến những cái khóa học. Nhưng mà những cái khóa học đó nó đều có cái giá tiền rất là cao. Giá tiền ít nhất cũng phải là 2 đến 5 triệu. Rồi từ 5 đến 10 triệu, thậm chí là khóa mười mấy triệu, 20 triệu. Rồi những cái khóa nó có mang cái tên rất là đẳng cấp và nói chung là nó ở cái mức là tiền trăm triệu không à. Nhưng mà mình mới đặt câu hỏi là mình thì không có cái khả năng đó các anh chị. Ở đây là mỗi khi mà có những cái lớp mà khóa học mà miễn phí, hoặc là những cái lớp mà khóa học mà
gọi là giao lưu khóa phễu á, thì mình mới đi được. Và khi mình đến á, thì mình thấy có rất là nhiều anh chị mặc đồ rất là chỉnh chu, mặc vest nè, rồi mặc quần áo sơ mi, rồi cà vạt, rồi nói chung là họ rất là chỉnh chu chỉnh tề, và họ có thể là những anh chị giám đốc công ty và đi học rất là nhiều. Thì mình mới đặt cái câu hỏi là thì ra là những người này đi học cái họ thành công. Thế bây giờ mình cũng phải đi học thì mình mới thành công được. Và mình cứ đi học như vậy thì các anh chị, có nghĩa là khi mà đến cái lớp học đó là mình rất là hào hứng, rất là nhiệt huyết. Nói chung là cái năng lượng mình nó rất là cao. Và cái khi mà học xong á, mình biết chắc rằng là sau khi mình về mình ứng dụng cái điều này, mình sẽ tạo ra những cái kết quả tuyệt vời, mình sẽ tạo ra được một cái sự thành công. Nhưng mà sau khi quay trở về thì các anh chị hình dung một cái điều là cái năng lượng của mình lúc đó có thể nó cao, nhưng mà sau khi quay trở về là nó sẽ bắt đầu là nó cạn kiệt, nó giảm đi và nó giảm dần và nó tan biến luôn. Thì sau khi mà cái năng lượng của cái khóa học thứ nhất đã tan biến, thì ở ngoài kia các anh chị phải biết một điều là có rất là nhiều khóa học. Đây là cái khóa học thứ nhất á, cái năng lượng của khóa học thứ nhất ở trong của chúng ta đã bị tan biến. Thì cái khóa học số 2 nó sẽ bắt đầu, nó sẽ thâm nhập vào cái sự coi như là nó sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái suy nghĩ là chắc là cái khóa học thứ nhất chưa phù hợp, và cái khóa học số 2 sẽ hay hơn rất là nhiều. Và chúng ta lại đi học cái khóa học số 2 thôi. Và lúc đó em Theo cũng đã đóng tiền, có nghĩa là những cái khoản tiền cái khóa học mà dưới 5 triệu thì em Theo đóng được. Và có thể là một cái khóa học 10 triệu làm Theo đóng được, tại vì cái thu nhập lúc đó của mình nó cỡ đó thôi à, nó không hơn được. Thì em Theo mới đặt cái câu hỏi là em Theo mới đi học cái khóa số 2. Thì sau khi cũng học cái khóa số 2 cũng hào hứng bước vô, cũng thấy anh chị thành công, những người họ rất là quyền năng, đối với mình họ rất là thành công nha. Mình cứ nghĩ là họ rất là thành công bởi vì anh chị nào cũng mặc đồ rất là chỉnh chu, rất là chỉnh tề và học rất là hay, rất là nghiêm túc. Thì em Theo đặt hỏi, ồ chắc là học cái này xong là mình cũng sẽ thành công. Là sau khi em học xong rồi quay trở về rồi bắt đầu năng lượng nó cũng nhiệt huyết. Cái bắt đầu qua ngày hôm sau, qua một tuần sau, rồi 2 tuần sau, rồi 3 tuần sau mình về cái mình cũng đi học, rồi mình cũng đi làm, rồi cuối cùng nó cũng quên luôn các anh chị. Nó cũng không biết làm cái gì để cho nó thành công. Thế là cái khóa học đó mình nghĩ là chắc là mình chưa có phù hợp. Rồi, thế là một cái khóa học số 3 nó bắt đầu nó xuất hiện trong cuộc đời của mình. Cái khóa học này nghe thấy hay nè, nghe thấy cái khóa học này hay, nghe thấy cái khóa học này là nói rất là triết lý nè, mình nhắm nhắm là cái khóa này mình học xong là về mình thành công á nha. Cái bắt đầu là mình sẽ quan tâm tới số học số khóa ba, và cái khóa học số 2 mình quên luôn. Và nó cứ diễn ra như vậy trong suốt quãng đời sinh viên của em Thư, cứ hết khóa này đến khóa kia. Và nếu như cái khóa nào mà nó cam kết là mình học xong mình sẽ thành công như thế này như thế kia, và cái khoản tiền mà nó nằm ở cái mức là dưới 20 triệu hoặc là dưới 10 triệu là em Theo vô vô. Nhưng mà các anh chị phải hiểu một cái điều sau này thì em Theo mới biết một cái điều như thế này này các anh chị. Có nghĩa là khi mà các anh chị đến những cái lớp học thành công, các anh chị đến những cái lớp học thành công, các anh chị sẽ được nuôi một cái trường năng lượng, các anh chị sẽ được vay mượn cái năng lượng của diễn giả, vay mượn cái năng lượng của cái lớp học đó, và các anh chị có được cái năng lượng của những người đang khao khát thành công đến đó. Và cái năng lượng đó các anh chị vay mượn được và nó sẽ đạt vào trong cái người của các anh chị, nó sẽ chứa vào trong cái người của các anh chị. Nhưng mà có một cái điều tuyệt vời là ở bên trong của chúng ta nó không kham nổi cái lượng năng lượng đó, nó không có phù hợp, nghĩa là cái năng lượng của mình nó còn thấp, và cái năng lượng đó là năng lượng ở trên, và khi nó vào trong cơ thể của mình thì chúng ta không có đủ cái tần số, không có đủ cái bản bản năng, không có đủ cái năng lực để mà giữ cái năng lượng đó ở ở ở bên mình. Nên là khi mà mình vay mượn được cái năng lượng đó thì sau khi mình quay trở về nhà thì cái năng lượng đó nó bắt đầu nó vơi đi, nó vơi đi các anh chị, nó vơi đi. Nó sẽ bị những cái giống như là nó sẽ bị những cái việc không tốt, những cái năng lượng không tốt nó tan dần, nó hút dần cái năng lượng của mình ra, và nó sẽ làm tan dần cái năng lượng mà mình đã vay mượn được. Thế là nó lần lần nó sẽ làm cho chúng ta quay về con người cũ, quay về cái con người bình thường. Và chính vì vậy nên là chúng ta mãi không có thay đổi được. Vậy thì cái câu hỏi em đặt ra cho các anh chị nè. Nếu như các anh chị ở đây mà các anh chị không có cái chủ livestream 30 ngày này, các anh chị không có cái người
đội nhóm á, hỗ trợ các anh chị học. Các anh chị cũng không có chương trình Zoom mỗi buổi sáng để các anh chị vào. Các anh chị cũng không có những cái chương trình offline để các anh chị tới, các anh chị giao lưu mỗi tháng. Ví dụ như Covid như thế này thì chúng ta không có giao lưu offline được, nhưng mà các anh chị có thể giao lưu ở trên Zoom. Và hàng ngày nếu như chúng ta không có những cái chương trình Zoom, em theo tổ chức ra có thể là những cái chương trình Zoom cho các anh chị học tập cả ngày. Anh chị nào mà học tập cả ngày là em đều mở những cái chương trình Zoom như vậy luôn, để em tăng cái tần số cho các anh chị có một cái nơi để các anh chị giao lưu và phát triển cái năng lượng. Vậy thì em hỏi các anh chị, giả sử như anh chị không có câu lạc bộ để các anh chị join vào, anh chị không có môi trường để các anh chị tham gia vào, thì liệu là anh chị có học tập, anh chị có phát triển được hay không? Anh chị hiểu không ạ? Đó nên là cái việc mà các anh chị đang học cái chủ livestream 30 ngày này, cái việc mà các anh chị được vào chương trình Zoom mỗi buổi sáng á, em phải nghĩ rằng là anh khi mà anh chị biết được cái quý giá hồi xưa em theo phải lăn lộn, theo đi tìm cho mình một cái môi trường. Em theo đến cái khóa học này, đến cái khóa học kia, đến cái khóa học nọ, khóa học kia. Nhưng mà đố ai chỉ cho em theo biết được là mình cần phải làm cái cách như thế nào. Đố một cái người thầy nào, một người thầy thành công nào mà có thể chỉ cho mình từng ly từng tí như vậy. Trong khi ngày hôm nay em theo đã dành cái thời gian lên trên đây, mỗi ngày chúng ta có 2 tiếng đồng hồ để chúng ta cùng nhau các anh chị trao đổi với nhau những cái cách cần phải làm gì, thậm chí là chỉ cho các anh chị từng bước các anh chị làm như thế nào luôn. Thì sao ạ? Đây là các anh chị nắm được cái khả năng thành công, là cái khả năng anh chị nắm được ở trong tay. Cái việc mà các anh chị đạt được cái bức tranh tài chính của mình là nó nằm trong lòng bàn tay luôn. Còn cái lúc mà đó em theo thật sự là không biết mục tiêu là cái gì, không biết làm thế nào, chỉ có điều là tới giờ, tới buổi đúng không ạ? Ví dụ như 7 giờ vô, bắt đầu check in xong cái 9 giờ bắt đầu học. Học quá trời học đến cuối ngày, năng lượng tràn đầy xong cái đi về xong ngày hôm sau cũng 9 giờ mình vô mình check in, xong rồi cũng đến cuối ngày mình đi về, năng lượng cũng tràn đầy xong rồi mình đi lấy về xong rồi ngày hôm qua mình lại đi học. Nó chỉ được 3 ngày đó thôi các anh chị, 3 ngày đó học xong rồi sao nữa, rồi một mình ôm cái kiến thức đó về nhà làm cái gì với cái kiến thức đó, trong khi vô lớp học chưa chắc đã ghi kịp nha. Cái thứ mà em gặp rắc rối nhất khi đi học cái lớp, những cái khóa học đó là gì các anh chị? Ngồi nó mỏi. Ngồi cả một ngày nó mỏi lắm các anh chị ơi. Mà không ghi chép á, không ghi kịp các anh chị diễn giả thì nó quá nhanh, không có ghi được, không có ghi kịp. Em ghi hoài không kịp, nói chung là em ghi cái tốc độ nó nhanh cỡ nào cũng không kịp, mà ghi quá nhanh chữ về nhà không thấy gì luôn. Về nhà không thấy được cái chữ gì luôn các anh chị. Mà về nhà cũng không có ai bảo mình là phải xem lại kiến thức. Mà mình mắc gì mình phải xem lại kiến thức. Mình về nhà cái là các anh chị biết không ạ? Về nhà cái là mình cứ để sách vở đó, cái là ngày này nó trôi qua. Và bao nhiêu cái kiến thức trong sách đó coi như là lụi tàn. Đó, các anh chị hiểu được cái điều đó chưa ạ? Bởi vì chúng ta không có cái môi trường để chúng ta làm việc, bởi vì không có cái người chỉ bước cho chúng ta. Dù anh chị có học kiến thức hay cỡ nào mà anh chị không rèn luyện, không có người chỉ cho các anh chị thực hành, thì cuối cùng nó cũng chỉ là cái kiến thức mà thôi. Được không ạ? Ở đây là các anh chị phải, đây là ở đây em theo không có phải là lên đây đâu không ạ, chia sẻ ba cái tư duy cho các anh chị nghe, không có phải là lên đây xong rồi bắt đầu chia sẻ cho các anh chị tư duy tỷ phú, chia sẻ cho các anh chị là tư duy của những người thành công, chia sẻ cho chị anh chị kiến thức ở trên trời, kiến thức ở dưới đất, kiến thức ở muôn nơi. Kiến thức thì bây giờ nó rất là vô vàn. Không có phải em lên đây em ngồi chia sẻ các anh chị đem thể hiện bản thân của mình là người giỏi như vậy là xong đâu các anh chị. Mà em phải sắp xếp, em phải lựa xem thử cái kiến thức nào là cái kiến thức cơ bản nhất để các anh chị có thể, anh chị có thể học và anh chị ứng dụng nó ra cái kết quả luôn. Và em theo phải sắp xếp làm sao để cho các anh chị có cái kiến thức để mà các anh chị học, anh chị ứng dụng, anh chị đạt được mục tiêu cuối tháng 30 ngày của mình nè. Rồi em theo cũng phải nghiên cứu cái cách làm sao để mà cho các anh chị hiểu bài. Rồi em cũng phải sắp xếp một cái đội hỗ trợ làm sao mà hàng ngày em phải dặn những cái anh chị hỗ trợ là anh chị ơi, anh chị có chăm sóc những anh chị học trong nhóm mình hay không? Anh chị có hỏi những cái người bạn trong nhóm của mình rõ ràng hay không? Và những cái người bạn trong nhóm của các anh chị có ghi chép live stream không? Có học nghiêm túc hay không? Anh chị có giúp cho họ ghi chép ngay nghiêm túc hay không? Hay là anh chị bỏ bê họ, họ không ghi chép rồi cuối cùng các anh chị cũng bỏ họ luôn. Họ không học tập nghiêm túc rồi anh chị cũng bỏ họ luôn.
Đó, em theo hàng ngày em theo phải luôn hỏi những cái người đó, những cái người hỗ trợ của mình, những cái người mà cùng em theo giúp cho các anh chị. Để mà còn cái nó gọi là nó còn có cái màn ở phía đằng sau đó các anh chị. Còn cái những cái kiến thức ở đây á giống như là các anh chị lên live stream, các anh chị nghe em theo chia sẻ trực tiếp thì anh chị sẽ lấy được những cái kiến thức và anh chị sẽ lượm được cái năng lượng. Năng lượng của biết bao nhiêu anh chị ở đây, của mấy trăm anh chị ở đây, chúng ta cùng là một cái năng lượng giàu có, thì bao nhiêu cái năng lượng giàu có nó được quy tụ ở đây. Và mỗi anh chị vô đây, anh chị comment, anh chị học, anh chị comment, anh chị lượm mỗi người một ít, về nhà anh chị cảm thấy là mình vui hơn, mình khỏe mạnh hơn, mình hạnh phúc hơn. Và nếu như cái livestream này em chia sẻ cho các anh chị trong vòng 3 ngày thì cái 3 ngày có nghĩa là anh chị chỉ thay đổi, anh chị chỉ thấy cái cuộc đời nó mới mẻ hơn, nó vui hơn trong có 3 ngày thôi. Đến nay em phải mới ra quyết định là em phải livestream trong vài ngày và 30 ngày em thấy nó vẫn chưa đủ để cho các anh chị phải hưởng thụ. Nên là em đã ra một cái quyết định là em phải làm liên tục trong vòng 90 ngày sắp tới để cho các anh chị một cái nơi, nó có một cái nơi để chúng ta quy tụ năng lượng lại đây. Rồi các anh chị vô, các anh chị lụm mỗi người một ít. Nhưng mà các anh chị phải hiểu rằng là cái này nó chỉ là một cái màn gọi là nó ở cái trước tiên thôi. Nó là cái bước đầu tiên các anh chị phải học để lấy năng lượng thôi. Nhưng mà lấy năng lượng xong rồi đem về nhà ngủ để bảo toàn năng lượng thì nó cũng vậy. Anh chị lấy năng lượng xong rồi về anh chị để một đống đó, các anh chị vẫn đi làm cái công việc cũ, anh chị vẫn sống ở cuộc sống cũ thì nó cũng vậy. Đó nên là phía đằng sau em theo phải có một cái đội hỗ trợ. Đó, tất cả những anh chị hỗ trợ phía đằng sau phải hàng ngày phải xem thử anh chị có học tập nghiêm túc hay không, anh chị có đưa những cái kiến thức này vào trong ứng dụng hay không. Và em cũng để mình để giám sát được cái điều đó, hàng tuần, hàng sáng, mỗi buổi sáng em theo phải tổ chức ra một cái chương trình dậy để cho các anh chị dậy sớm, để cho các anh chị thức dậy sớm, để anh chị vô rồi anh chị phải vô cái đó để anh chị học sớm, anh chị dậy sớm, anh chị nhảy vô. Có một số anh chị nói là không, chị sẽ tự động là kích năng lượng cho mình. Dạ anh chị không có kích được đâu các anh chị. Có nghĩa là khi anh chị có cái môi trường nó sẽ giúp cho các anh chị 90%. Còn nếu mà các anh chị ở ngoài đó hầu như là cái năng lượng của các anh chị nó sẽ bị tụt. Cái đó là cái chuyện mà anh chị cứ thử hiểu đơn giản á. Anh chị là một cái ngọn đuốc cháy hừng hực hừng hực hừng hực. Nhưng mà khi anh chị bước ra ngoài cái môi trường bên kia á, thì giống như anh chị bị cái ngọn đuốc của các anh chị nó giống như là nó rớt xuống cái dòng sông vậy đó. Và em hỏi các anh chị nha, cái ngọn đuốc mà cháy hừng hực mà rớt xuống dòng sông thì nó có tắt không? Dù anh chị có cố gắng cháy hừng hực thì nó cũng phải tắt. Đường nào nó cũng phải tắt, cỡ nào nó cũng phải tắt. Lửa mà gặp nước là tắt ngụm. Anh chị là lửa đó, nhưng mà anh chị đi ra môi trường ngoài kia, môi trường ngoài kia là nước đó anh chị ạ. Dù anh chị có cố gắng, có anh chị có vượt qua, anh chị có trau dồi, anh chị có gồng ép cỡ nào thì anh chị cũng sẽ bị chìm ngủm ở trong đó. Anh đây là em theo phải tổ chức một cái chương trình Zoom mỗi buổi sáng cho các anh chị. Để làm gì ạ? Để anh chị có cái nơi anh chị zone vào, để anh chị có thể là hàng ngày anh chị nuôi dưỡng được cái con người thành công của mình, hàng ngày anh chị tôi luyện bản thân của mình. Đó nên là em một lần nữa khuyên các anh chị là hãy liên hệ với những người chia sẻ livestream cho mình. Nếu như anh chị nào vẫn chưa có được nhóm đó thì hãy liên hệ cho em. Có nghĩa là nhắn tin cho em thì ít ra cũng sẽ có cái người hỗ trợ cho các anh chị. Và nếu như được thì em theo sẽ là gì ạ? À, cái người xem thử là các anh chị là cái người như thế nào, có nghiêm túc hay không. Sau đó là sẽ nhắn, có nghĩa là những đội hỗ trợ sẽ kiểm tra các anh chị để xem các anh chị đủ cái bản lĩnh vào cái chương trình Zoom mỗi sáng hay không. Còn bất kỳ anh chị nào mà đã vào cái chương trình vô mỗi buổi sáng thì cái chương trình đó nó được thiết kế một cái cách đầy đủ tất cả những cái yếu tố để giúp cho các anh chị đạt được cái bức tranh của mình một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và đơn giản nhất, được không ạ? Đến đây là để cho các anh chị hiểu một điều rằng á, môi trường rất là quan trọng. Và em theo đã tạo rất là nhiều cái môi trường cho các anh chị chơi, anh chị học tập. Và cái chương trình livestream này em tổ chức ra liên tục 90 ngày, ở phía đằng sau em cũng có một cái chương trình tặng quà, thì em cũng đã gửi cái chương trình tặng quà cho những anh chị hỗ trợ rồi. Các anh chị có thể liên hệ họ để hỏi làm sao để được nhận quà. Thì cái quà thật ra thì nó không có phải là cái thứ lớn lao đâu, mà quan trọng là em tổ chức ra cho các anh chị một cái nơi để vui chơi học hỏi. Có nghĩa là không phải là cái nơi để chúng ta có cái động lực để chúng ta phát triển bản thân. Chứ bây giờ em hỏi các anh chị không ở đây, anh chị ở nhà, anh chị phát triển bản thân kiểu gì?
anh chị luyện nói để làm gì, anh chị đi luyện tăng tư duy để làm cái gì, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nè, có cái người kia họ làm, có cái người bạn của mình tự nhiên nó học với mình, bây giờ nó giỏi lên, mình không chịu nổi, mình cũng phải giỏi lên. Thì nó có cái môi trường để cho các anh chị học tập, nó có cái môi trường để anh chị phấn đấu, nó có cái môi trường để chúng ta phát triển. Đó, nên là anh chị phải hiểu một điều rằng là đây là cái nơi mà em gọi là không phải chia sẻ cho các anh chị kiến thức không, mà em tổ chức ra một cái môi trường để cho các anh chị có kiến thức và ứng dụng kiến thức thành công. Thậm chí là em còn tổ chức những cái trò chơi nó giống như theo cái kiểu là nó sẽ có cái kiểu giống như là anh chị có xem coi coi những cái chương trình của người học Việt của Donald Trump tổ chức, đúng không ạ? Cái chương trình của Donald Trump á là một cái chương trình gọi là cho mọi người tham gia vào, ứng cử viên tham gia vào và sẽ trải qua một cái thử thách. Đó chính là cái thử thách là trải qua những cái bài tập, những cái câu chuyện kinh doanh thực tế, và nếu mà đội nào giành chiến thắng, người nào giành chiến thắng này sẽ được vào làm việc với Donald Trump luôn. Thì ở đây em thấy cũng tổ chức cho các anh chị cái những cái trò chơi như vậy, cho các anh chị những công việc kinh doanh thực tế, những công việc đầu tư thực tế. Nếu như mà anh chị nào mà làm giỏi, anh chị nào mà chứng tỏ bản thân thì sẽ được làm việc với em Thêu, sẽ được em Thêu hỗ trợ, em Thêu huấn luyện các anh chị, thậm chí là chỉ tay cho các anh chị làm việc trực tiếp luôn. Và cái phần thưởng của các anh chị, đúng không ạ? Cái phần thưởng của Donald Trump á là Donald Trump tuyển người làm thuê cho ông, nhưng mà em đang gì có thể là tạo cho các anh chị một cái môi trường để các anh chị có cái sự phấn đấu, để các anh chị có thể là gì, có nếu anh chị thích làm việc với em Thêu, anh chị thích cái cá tính của em Thêu, anh chị thích cái phong cách và những cái tư duy gốc rễ của em Thêu, những cái con đường thành công của em Thêu, anh chị có thể là gì, ứng tuyển anh chị là tham gia cái công việc kinh doanh đó để anh chị giành chiến thắng, anh chị chứng tỏ bản thân tôi là người giỏi nè, tôi là tài phiệt nè, tôi là người có quyền năng lớn nè, tôi là cái đối tác mà bạn xứng đáng là bạn hợp tác với tôi nè. Đó nên là nếu như em nhìn ra các anh chị có được cái bản lĩnh đó, biết đâu được là gì ạ? Ứng tuyển các anh chị ha, anh chị chiến thắng, anh chị là vào được làm việc với em Thêu, mình có thể là hợp tác kinh doanh hoặc là đầu tư, và nhưng mà anh chị phải thể hiện mình là một cái người có bản lĩnh, có khí chất, được mà. Nếu mà anh chị nào mà thể hiện được cái bản lĩnh và vượt qua được những cái thử thách để mà tiến đến hợp tác làm việc với em Thêu cùng với những anh chị, những cái đối tác chất lượng triệu đô khác, thì chính xác luôn, sau này anh chị ra ngoài môi trường ngoài kia là xã hội không bao giờ ngó lơ anh chị được, xã hội không bao giờ ngó lơ các anh chị được, các anh chị. Và hồi xưa em Thêu đi xin việc các anh chị, em Thêu luôn có một cái suy nghĩ là em luôn phát triển bản thân của mình lên. Và khi mà em đi xin việc, em luôn có một cái suy nghĩ là cái người sếp đó phải cần em chứ không phải em cần người ta. Chị hiểu không ạ? Cái người sếp đó phải cần em chứ không phải em cần họ. Tất nhiên là em cần cái công việc của họ để họ có thể trả lương cho em. Nhưng mà trên cương vị là họ cũng là cái người cần em. Bởi vì khi em vào em làm việc với họ là em sẽ giúp cho công ty của họ phát triển. Đó nên là em cũng có tổ chức ra cho các anh chị những cái công việc kinh doanh, những cái cuộc chơi, ví dụ như ứng cử để mà thi đua, có nghĩa là phát triển bản thân để làm sao để chứng tỏ mình là một người có bản lĩnh. Nếu mà các anh chị tham gia được, anh chị chứng tỏ mình, anh chị thể hiện mình là một người xuất sắc, mình là một người tài năng, mình là một người xứng đáng để cho bạn hợp tác làm việc với tôi. Đôi bên cùng có lợi mà, đúng không ạ? Thì những đó là những con đại bàng, những viên kim cương, đó là những cái người mà em cần phải can thiệp vào cuộc đời của các anh chị để giúp cho các anh chị phát huy hết cái tiềm năng đó và giúp cho các anh chị đẩy anh chị lên cái tầng cao hơn. Ok, hy vọng là cuộc chơi này sẽ tìm ra được những nhà lãnh đạo kiệt xuất, những tài phiệt đô la. Và cái livestream này nó không chỉ dừng lại cái việc là em lên đây em chia sẻ cho các anh chị đâu ạ. Phía đằng sau của nó là kiến tạo ra những thiên tài, kiến tạo ra những nhà lãnh đạo kiệt xuất, và em sẽ nhìn thấy được ai là cái người mà có được cái tiềm năng của một nhà lãnh đạo kiệt xuất, em sẽ can thiệp vào. Một khi em đã nhúng tay vào cuộc đời của các anh chị thì chính xác cuộc đời anh chị sẽ thay đổi. Ok ha, rồi tuyệt vời. Hy vọng là em sẽ giống như là Donald Trump vậy các anh chị, tổ chức ra một cái trò chơi và Donald Trump là đang đi tìm cái người làm thuê cho ông và ông trả lương.
và những cái người đó họ phấn đấu, họ cố gắng là vì cái mức lương mà Donald Trump trả. Nhưng mà ở đây em theo tổ chức ra trò chơi là các anh chị gì ạ? À, sẽ cùng nhau thực hiện làm việc hợp tác với em theo, thì cái thứ anh chị được đó chính là anh chị sẽ biết cách nhận lương từ vũ trụ ok, và anh chị có thể đạt được cái mức lương mà anh chị thật sự mong muốn, anh chị đạt được cái mức tài chính mà anh chị mong muốn, không những ở mức đó mà nó còn gấp đôi với ta gia tăng lên, và anh chị sẽ là cái người tự do thời gian, tự do không gian, chứ không có phải là những cái người đi làm thuê cho người khác. Ok rồi, xin mời các anh chị dùng nước nào. Rất là hay các anh chị. Em tổ chức khá là nhiều cái môi trường, cái trò chơi. Và trò chơi nào nó cũng giúp cho các anh chị thành công hết. Ok. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những cái nền tảng anh chị ạ. Thì trước khi mà vào thì chúng ta sẽ thực hiện một cái việc, đó chính là anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính chưa ạ? Anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính chưa các anh chị ơi? À, bao nhiêu số các anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi thì các anh chị có thể comment số 1. Ok, quá là tuyệt vời ha. Rồi, em thấy rất là nhiều anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính. Và sau khi mà anh chị đã bỏ quỹ tự do tài chính rồi thì bước số 2 là các anh chị sẽ cùng với em theo ăn mừng thành công. Bao nhiêu số các anh chị có cái thành công rồi thì các anh chị có thể là gì? Comment ở đây để em theo cùng với các anh chị ăn mừng thành công với nhau. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ quỹ tự do tài chính. Em xem thử rằng là trong cái túi mình còn bao nhiêu tiền nhỉ? Ha? À, em rất là thích là sau mỗi một ngày đúng không ạ? À, dư được bao nhiêu tiền em sẽ bỏ vào đây. Đó. Đó, mình sẽ bỏ vào đây các anh chị. Đó, rất là thích luôn các anh chị ơi. Nói chung là có cái đồng tiền nào mà trong một ngày ha, mình còn dư được. Đây là cái phong cách thích của em. Còn nếu như mà anh chị, ví dụ như trong một ngày mà anh chị cảm thấy rằng là mình có tiền á thì mình bỏ vô, các anh chị lúc nào mà có tiền thì các anh chị nên bỏ vào đây, và bỏ vào đây thì mình phải luôn luôn vui vẻ các anh chị. À, đây là cái cục 500 hút tiền cho em theo ha. Hút cho em những cái cơ hội, những cái đối tác để cho chúng ta có thể là gì ạ? À, thành công hơn, giúp cho chúng ta thành công hơn và thu nhập của chúng ta càng ngày càng tăng nhiều hơn nữa, và tài sản của chúng ta càng ngày càng gia tăng hơn nữa. Nói chung là cái hũ này nó sẽ có cái nhiệm vụ là nó sẽ hút cho chúng ta những cái cơ hội, những cái đối tác, những cái nguồn lực để giúp cho tài sản của chúng ta tăng lên, để giúp cho tài sản của chúng ta gia tăng lên, để giúp cho cái tiền của chúng ta nó gấp đôi lên, nó nhiều hơn. Nói chung là nhiệm vụ nó có vậy thôi đó các anh chị. Thế thì em hỏi các anh chị là anh chị thích thích quan tâm tới nó không? Đây là nhiệm vụ của nó, là giúp cho các anh chị gia tăng tài sản, giúp cho các anh chị gia tăng tiền. Vậy cái câu hỏi đặt ra là các anh chị có thích quan tâm tới cái hũ này không? À, đó là quyền của các anh chị ha. Còn em theo rất là, nói chung là lúc nào cũng thích đi trong nhà, là em theo thích cầm đi chơi vậy nè, đó, đi trong nhà mà thích cầm nó đi như thế này nè, đó. Thì nó giống như người bạn của mình vậy các anh chị. Quan trọng lắm nha. Ok, tuyệt vời. Rồi ngồi đã đây nha. Ok, rồi bây giờ anh chị nào có cái thành công thì em theo xin phép ha, được ăn mừng thành công của các anh chị trên cái điện thoại này nhé. Ok. Rồi bao nhiêu anh chị đã có thành công rồi, các anh chị có thể comment để em theo đọc ha. Rồi, các anh chị sẵn sàng chưa? Ăn mừng thành công nha, chúng ta sẽ ăn mừng thành công liên tục trong vòng 10 phút tới. Rồi bây giờ mình uống nước cái nào. Ok. Xin chúc mừng các anh chị ha. Chưa thấy. Chưa thấy các anh chị. Đây đây có rồi, đó rồi. Ờ, quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng chủ tịch Bích Phạm thành công ngày hôm nay của Bích tìm về là 20 triệu đồng. Yeah! Xin thức xíu chồng. Yeah! Quá tuyệt vời luôn chị Bích ơi. Khởi đầu quá tuyệt vời đúng không ạ? Hay quá. Rồi, tiếp tục anh chị ơi. Xin chúc mừng chị Ánh Thư thành công hôm nay của tôi, học Zoom sáng. Bỏ quỹ tự do tài chính 50 ngàn, lợi nhuận là 200k, đặt dinh, có ăn dinh dưỡng nè,
ăn dinh dưỡng, à bắt đầu chăm sóc sức khỏe rồi. Được, quá tuyệt vời chị ơi. Ghi chép livestream số 8 của tỷ đô đâu bất thơ và chia sẻ cho một bài với sức mạnh tiềm thức làm thôi miên mục tiêu 6 tháng. Yes. Tiềm thức siêu trụ. Quá tuyệt vời chị ơi, hay quá. Tiếp tục nha. Này, xin chúc mừng Chủ tịch Ngọc Hiền thành công. Nay Ngọc Hiền tiền lợi nhuận là 1.260.000 đồng. Đọc hai chương sách sức mạnh tiềm thức, ghi chép là chim sẽ đều ơn siêu thức siêu trụ. Yes, hay quá chị ơi. Xin chúc mừng chị Chu Nhung, thành công hôm nay của Nhung là dậy sớm học cùng câu lạc bộ đi đường thông thoáng, bỏ quỹ tự do tài chính 2 lần, lợi nhuận về là 55 triệu đồng. Yeah, siêu thức siêu trụ, siêu thức siêu trụ. Yes, hay quá chị ơi. Rồi, có nhiều chị được chồng nấu ăn hay quá, bây giờ chồng chuyển qua nấu ăn hết rồi. Xin chúc mừng Chủ tịch Dung Lê, thành công hôm nay tiền lợi nhuận của Dung tiền về là 21 triệu đồng. Yeah, siêu thức siêu trụ. Yeah, quá tuyệt vời luôn chị ơi. Rồi, hay quá. Chúng ta tiếp tục. Xin chúc mừng Chủ tịch Như Ý, thành công này của mấy là tiền về 1.500.000 đồng. Yeah, đi đường an toàn thông thoáng, được tặng quà ăn uống miễn phí và vào dung luyện kim cương. Hay quá chị ơi, quá tuyệt vời luôn ha. Xin chúc mừng Phạm Thị Nương, thành công hôm nay là ăn uống miễn phí, ghi chép livestream, đọc bí mật tư duy triệu phú, tiền về là 2 triệu đồng. Yeah, siêu thức siêu trụ. Yes, hay quá chị ơi. Xin chúc mừng chị Nga Trần, bỏ quỹ tự do tài chính được 500.000. Yes, hay quá. Xin chúc mừng Chủ tịch Phạm Văn Thiện, thành công hôm nay của Thiện tiền về là 1 triệu đồng. Yes, hỗ trợ đội nhóm học tập, ghi chép livestream và gieo hạt. Ok, hay quá Thiện ơi. Xin chúc mừng anh Trương Nhật, thành công hôm nay của Trương Nhật tiền về là 3 triệu đồng. Yes, bộ quỹ tiền chính, ghi chép là stream khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, gia đình vui vẻ hạnh phúc. Hay quá, hay quá anh ơi, anh Trương Nhật rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng ai đây? Rồi, xin chúc mừng Yến Trinh, thành công hôm nay của chị, bỏ quỹ tự do tài chính 3 lần, tiền về là 2.200.000 đồng. Yeah, ghi chép livestream ngày 4, đọc xong sách sức mạnh tiềm thức lần 2. Yes, ai siêu thức siêu trụ ha, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời các anh chị ơi. Rồi, xin chúc mừng chị Ngọc Hương, thành công hôm nay của em dậy sớm lúc 3:30, vào dung rất năng lượng, ăn uống miễn phí, bỏ quỹ thịnh vượng tài chính, lợi nhuận là 1 triệu đồng. Yeah, siêu đức siêu trụ. Yes, hay quá trời, quá tuyệt vời luôn ha. Ồ, quá tuyệt vời, anh chị thành công nhiều quá, em đều đọc không hết các anh chị. Xin chúc mừng Chủ tịch Xin Đỏ, thành công xin tiền về hôm nay là 4.600 đồng. Yes, xin thức xỉu trụ. Yes, hay quá các anh chị ơi, quá tuyệt vời luôn. Rồi, xin chúc mừng chị Liên Hà, thành công hôm nay ghi chép số 12 và vào dăm sáng cùng đội nhóm đọc 50 trang sách và tiền về là 3.500.000 đồng. Yeah, siêu đất siêu trụ. Ôi hay quá chị ơi. Xin chúc mừng Trang Nguyễn, thành công hôm nay của Trang là học dăm sáng, bỏ quỹ tự do tài chính, tiền về là 58 triệu đồng. Yes, siêu đất siêu trụ, đi đường an toàn thông thoáng, mới tuyệt vời luôn Trang ơi. Rồi, xin chúc mừng Chủ tịch Mộng Duyên, hôm nay cười duyên tiền về là 2.600.000 đồng. Yeah, siêu thức siêu trụ,
hoàn thành 90% mục tiêu trong ngày. Quá tuyệt vời chị Duyên ơi, hay quá. Rồi, xin chúc mừng chủ tịch Phạm Nga, thành công đây của em Nga tiền về là 35 triệu đồng. Yeah! Xin thưa chiêu chủ, tổ chức dâm sáng cùng câu lạc bộ đọc sách phát triển tư duy. Ok, quá tuyệt vời Nga ơi. Rồi, em lướt một cái nó đi lên hết rồi các anh chị ơi. Rồi, xin chúc mừng chủ tịch Bích Trâm, thành công này của Trâm tiền về là 2.350 đô, hoàn thành ghi chép là chim, gieo hạt và gia đình vui vẻ hạnh phúc cả ngày. Quá tuyệt vời luôn chị Trâm ơi. Rồi, hay quá chị Trâm ơi. Rồi, xin chúc mừng chủ tịch Thu Thủy, thành công này của chị dậy sớm đọc vào dâm sáng đọc sách với mặt tư duy triệu phú, ghi chép lại chim và tiền về là 2.500.000 đồng. Yeah, xin rất siêu trụ, hay quá chị ơi, quá tuyệt vời. Rồi ok các anh chị ha, mình ăn mừng gì thôi các anh chị, ăn mừng rất là khỏi học lại chim luôn các anh chị ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước số 3 ha. Các anh chị đặt tay lên cái trái tim của mình và cùng với em theo hoa. Giờ các anh chị hãy đặt cái điện thoại mình xuống đi ạ. Và chúng ta hãy tìm cái gương và các anh chị hãy nhìn nhìn một cái điểm nào đó trong gương ha, hoặc là nhìn cái mặt mình trong gương và đặt tay lên trái tim, chuẩn bị đọc 17 tư duy triệu phú cùng với em theo được không ạ? Ok, 1, 2, 3, bắt đầu. Tôi là thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức. Ý thức và tiềm thức của tôi hợp nhất lại là một. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi trả cho bản thân trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và mang lại cho tôi cực kỳ nhiều tiền. Tôi tự do về mặt tài chính. Tôi làm việc bởi vì tôi lựa chọn như vậy. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cho cái sống mà tôi mong muốn. Công việc làm thêm ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền để tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi, tôi tạo ra chính xác nhưng mà thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi các trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là mang lại sự giàu có và dư giả. Tôi tin rằng tiền là tự do, tiền là hạnh phúc, tiền là sức mạnh, tiền giúp cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có. Tôi xứng đáng để giàu có vì tôi luôn thêm thật nhiều giá trị cho người khác. Tôi giàu có vì tôi luôn làm những điều tôi yêu thích. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cực khôi. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, khả năng giữ, khả năng phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là triệu phú đô la. Tôi là tỷ phú đô la. Yes, ok, quá tuyệt vời các anh chị ơi. Rồi, các anh chị có đọc mấy tư duy triệu phú cùng với em theo không ạ? Đó, rất là tuyệt vời. Và nếu như mà các anh chị thích hơn nữa thì các anh chị có thể vào chương trình Zoom mỗi sáng á, chúng ta sẽ có một cái cấp độ cao hơn và các anh chị sẽ được huấn luyện và được đưa những cái tư duy này vào trong cái từng tế bào của mình luôn. Rất là hay các anh chị ha. Rồi, ok, mời các anh chị dùng nước nha. À, anh chị nào mà học live stream trực tiếp của em theo á thì các anh chị sẽ hưởng được cái năng lượng ở trên cái live stream này. Ở đây là anh chị hãy tận dụng nha. Đây là thời gian không những là các anh chị học đâu mà các anh chị sẽ dùng cái năng lượng này, các anh chị hút cái năng lượng này để các anh chị hút cho mình những cái nguồn lực tiền, những cái nguồn lực tài chính đến với mình các anh chị. Nên là hãy tận dụng. Ok. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái phần khá là đặc biệt, đó chính là những cái nền tảng thành công. Như lúc đầu em theo nói với các anh chị là lý do tại sao mà các anh chị khi mà các anh chị đi vay mượn cái năng lượng của người khác á thì quay trở về nhà là cái năng lượng bên trong của mình, cái tiềm năng ở bên trong của mình nó không có đủ để chúng ta giữ cái năng lượng đấy. Và cái năng lượng thì nó sẽ bị thất thoát các anh chị. Nó sẽ bị thất thoát và nó sẽ bị trung hòa với cái môi trường xung quanh của chúng ta. Và cuối cùng nó sẽ đưa chúng ta về cái con người bình thường. Và ở bên trong chúng ta nó có một cái thứ người ta gọi đó chính là cái nhiệt kế tài chính.
cái việc thiết kế tài chính nó là như thế nào thì các anh chị có thể đọc 17 tư duy triệu phú cái phần 1. Còn không thì sẽ có một cái live stream em Thư sẽ nói về cái nhiệt kế tài chính để các anh chị hiểu hơn. Cái nhiệt kế tài chính nó đơn giản là những cái thông tin, những cái niềm tin, những cái bộ hồ sơ, những cái bộ hồ sơ mà các anh chị lưu vào trong cái con người của mình từ hồi trước tới giờ. Và cái bộ hồ sơ này nó cũng không đúng mà nó cũng không sai. Nó không đúng nó cũng không sai các anh chị. Chẳng qua là nó đúng với ai mà thôi. Nó đúng với người người chưa giàu thì nó sẽ cái nhiệt kế này nó sẽ khiến cho các anh chị có một cái cuộc sống của người chưa giàu. Còn nếu như mà nó là những cái bộ hồ sơ, những cái thông tin, những cái niềm tin mà hỗ trợ cho các anh chị hướng đến sự thành công thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho các anh chị đạt được cái sự thành công của mình. Và đây là cái nhiệt kế tài chính này nó rất là quan trọng và em Thêm sẽ dành một cái livestream riêng để nói về cái nhiệt kế tài chính này cho các anh chị. Và nếu như ở cái nhiệt kế tài chính đó các anh chị, mỗi người của mỗi người là nó khác nhau. Ví dụ như nhiệt kế tài chính của bạn A thì nó bằng cái ly, còn cái nhiệt kế tài chính của chị Nương ở đây thì nó là bằng cái hộp, nó bằng cái thùng. Còn có nhiệt kế tài chính của những cái tài phiệt đô la thì nó là đại dương. Đó, các chị có công nhận là có một số anh chị múc nước là bằng cái ca, hoặc là múc nước là bằng cái ly, hoặc là chúng ta lại chứa nước ở trong một cái thùng, hoặc là chúng ta lại chứa nước ở trong một cái lu. Nhưng mà của tài phiệt đô la là họ chứa nước ở ngoài biển cả, nghĩa là cái nhiệt kế tài chính của họ là cả cái biển luôn chứ không có phải là cái lu, cái thùng, cái ca gì nữa. Đã các anh chị hiểu được cái sự lớn mạnh khác nhau giữa các tài phiệt cũng như là giữa một cái người bình thường. Vậy thì bởi vì cái nhiệt kế tài chính của chúng ta nó chưa có được lớn, nó chỉ là cái ca, cái ly, cái tách, cái thùng, cái thùng phi thôi, thì nó không đủ để chúng ta chứa đựng, không đủ để chúng ta lưu giữ cái năng lượng mà chúng ta thu nạp ở bên ngoài về. Ở đây là khi mà chúng ta về thì nó sẽ bị thất thoát, nó sẽ bị tràn ra ngoài và nó sẽ trung hòa với cái môi trường xung quanh. Vậy nó đưa chúng ta trở về cái cuộc sống bình thường. Và khi mà chúng ta không có được cái năng lượng đỉnh cao, không có được một cái năng lượng mà không có được cái năng lượng nhiệt huyết của người thành công thì chúng ta sẽ không có hành động 100% được. Và chính vì vậy nên là chúng ta đã chưa dễ để chúng ta tiến đến cái đích thành công của mình. Đó. Ở đây là các anh chị. Vì vậy nên là ngày hôm nay em Theo mới chia sẻ cho các anh chị những cái nền tảng thành công. Những cái nền tảng thành công này thì nó sẽ giúp cho các anh chị có được một cái con người bên trong nó mạnh mẽ, giúp cho các anh chị làm để cho các anh chị cài đặt lại cái nhiệt kế tài chính của mình, nó là một cái nhiệt kế tài chính của tài phiệt. Nhiệt kế tài chính nó rộng, nó bao la, và chính cái nhiệt kế tài chính này nó sẽ giúp cho các anh chị lưu giữ được những cái trường năng lượng, có nghĩa là mình sẽ gì ạ, tự động bên trong của mình sẽ xây dựng được một cái năng lượng to lớn, cái năng lượng mà nó cực kỳ lớn để mà nó có khả năng ảnh hưởng được người khác luôn. Nó có thể, và cái năng lượng đó nó sẽ đẩy các anh chị lên cái tầng cao, nó sẽ giúp cho các anh chị lúc nào cũng có được cái nhiệt huyết và lúc nào cũng hành động tiến lên, tiến lên, tiến lên, chứ nó không phải là một cái người mà không có một cái chút sức lực nào, một chút cái tần số năng lượng nào. Vì vậy nên là các anh chị ha, livestream, những cái livestream đầu tiên thì mới có chia sẻ các anh chị là những cái viên kim cương, thì nhờ những cái nền tảng thành công này nó sẽ giúp cho cái con người bên trong của các anh chị nó trở nên mạnh mẽ, nó trở nên phi thường, nó trở nên là coi như là tiềm năng cực kỳ lớn, cực kỳ lớn luôn, và cái con người bên trong đó nó mới giúp cho các anh chị tạo ra cái gia tài, được không ạ? Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Chứ không phải là một số những người khác họ để cái năng lượng họ nó cứ tụt lên tụt xuống ha. Còn nếu như chúng ta đã có được cái nền tảng thành công thì anh chị luôn luôn lưu giữ cho mình một cái trường năng lượng lớn. Và một cái người thành công thì đi đến đâu chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái điều kiệt xuất. Người kiệt xuất thì sẽ tạo ra được những cái kết quả kiệt xuất các anh chị. Đó, được không ạ? Thì sau cái livestream này thì chúng ta sẽ phát hiện ra được anh chị nào là người kiệt xuất. Rồi. Đó là cái đầu tiên, một cái nền tảng đầu tiên em Theo phải chia sẻ cho các anh chị biết ha, anh chị có thể ghi vào ạ. Đó chính là anh chị phải luôn luôn chịu trách nhiệm 100% trong cuộc sống của mình. Hôm trước em Theo có chia sẻ cho các anh chị trong cái livestream nói về gì ạ, trong cái livestream nói về tư duy của nhà vô địch.
Tư duy của nhà vô địch là tất cả các anh chị ngày hôm nay em theo đã ngầm hiểu rằng là anh chị đã có tư duy của nhà vô địch, đúng không ạ? Thì một trong những cái tư duy của nhà vô địch đó chính là luôn chịu trách nhiệm 100%. Và ngày hôm nay nói về những cái nền tảng thành công, thì cái nền tảng thành công thứ nhất, nó quan trọng hàng đầu, coi như là nó phải là một cái cơ bản nhất. Nếu như anh chị muốn xây dựng một cái cuộc đời giàu có, một cái cuộc sống mà nó thịnh vượng, thì anh chị phải tốt nghiệp được cái tư duy luôn chịu trách nhiệm 100%. Và ngay trong cái chương 1 đầu tiên của 17 tư duy triệu phú, nó đã có cho các anh chị một cái chương, đó chính là tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Có nghĩa là cuộc đời các anh chị nó ra sao là do các anh chị tạo ra. Bao nhiêu số các anh chị đã tốt nghiệp được cái tư duy này chưa ạ? Cuộc đời của các anh chị nó ra như thế nào, nó là do các anh chị tạo ra. Và em có thể kể cho các anh chị một cái câu chuyện về một cái người đàn ông, đúng không ạ? Có một cái người đàn ông các anh chị, cái người đàn ông này thì cái thời mà ông còn trẻ đó là ông sống rất là hời hợt các anh chị. Ông sống rất là hời hợt và ông sống kiểu như là ông không biết mục tiêu, không có đích đến, không có một cái mục đích sống. Không có cái mục đích sống là để làm gì. Ông sống rất là hời hợt, sống rất là buông thả, buông lỏng cuộc đời. Có nghĩa là ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, chơi rồi ngủ. Thứ nhất là xem không có biết chăm lo cho cái sức khỏe của mình, cũng không có dành thời gian để luyện tập cơ thể, cũng không có dành thời gian để coi thử là mình nên ăn cái gì, và cũng không có dành thời gian để uống nước đầy đủ, cũng không có dành thời gian để mà nạp vô trong cái bộ não của mình để những cái tư duy xuất chúng, những cái bữa ăn cho cái bộ não của mình nó phải kiệt xuất. Nhưng mà họ không có làm gì đó các anh chị. Thì cái người đàn ông này đã sống buông lỏng như vậy thì để cho cuộc đời nó cứ xô dạt cái cuộc đời của ông đi, để cho cái cuộc đời nó đẩy ông, nó tạt ông vô đâu thì nó tạt vô đó. Và một cái người sống với một cái trường năng lượng nó rất là không có thoải mái, sáng đi đâu gặp cái gì cũng nhăn nhó và cũng là không có cảm thấy hài lòng với cuộc sống này. Thì theo các anh chị thì một cái người mà họ sống với một cái trường năng lượng như vậy thì người ta có bình yên được không các anh chị? Người ta có khỏe mạnh được không các anh chị? Chính xác là không. Chính vì cái cuộc sống như vậy và vào một cái ngày đẹp trời, coi như là cái biến cố đã xảy ra trong cuộc đời của ông. Và nó đã làm cho ông không có còn được đứng yên, không có còn được đứng được nữa và phải nằm một chỗ. Nằm một chỗ. Và cái thời khắc mà ông nằm một chỗ đó các anh chị, ông mới cảm thấy rằng là tại sao mình lại để cho cái cuộc đời của mình nó diễn ra như vậy khá là lâu như thế. Tại sao mình không được tự do, được bay nhảy, được sống một cuộc đời nó tốt đẹp như người khác? Và ngay cái thời điểm ông nằm một chỗ đó, ông mới quyết định ha. Đó, cái lúc này coi như là hết chịu nổi đời rồi. Lúc này coi như là giống như là cái biến cố nó xảy ra để cho ông phải tức tỉnh vậy đó. Coi như là hết chịu nổi rồi, bắt đầu là mới nói rằng là ngay bây giờ, ngay lúc này tôi ra quyết định. Kể từ khi mà tôi ra khỏi cái giường này thì cuộc đời của tôi chính xác sẽ thay đổi. Cuộc đời của tôi kể từ giây phút này cho đi là do tôi tạo ra. Tôi phải tạo ra cho cuộc đời của tôi một cuộc sống thịnh vượng, một cuộc sống giàu có, một cuộc sống giàu sang các anh chị. Và các anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Theo các anh chị thì sau khi ra khỏi cái giường đó thì cuộc đời của ông có thay đổi không? Thời khắc bạn ra quyết định là sứ mệnh được hình thành. Thì vô tình ông đã ra quyết định như vậy, và sau khi ông rời khỏi cái giường thì ông đã nắm bắt một cái xu hướng. Thì ông đã phát triển tư duy, ông đã nghỉ học và ông đã tự học. Có nghĩa là chuyển từ cái việc đi học trở thành cái việc là tự học. Thì em có một cái lời khuyên cho các anh chị là dù các anh chị có học ở đâu đi chăng nữa thì các anh chị cũng phải có cái tinh thần tự học. Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ giao phó cuộc đời của mình vào những cái kiến thức ở trên trường đại học ấy, thì các anh chị phải hiểu một điều là các anh chị có cạnh tranh nổi không? Các anh chị có cạnh tranh nổi với cái số lượng học viên ha? Một cái trường đại học thôi đã có rất là nhiều ngành rồi. Mà đã có rất là nhiều ngành, đã rất là nhiều khoa. Mà một khoa thì có mấy trăm học sinh, có mấy trăm sinh viên. Đó mà một trường thì nó cũng phải là mười mấy khoa,
nó nhân lên thì nó còn nhiều khóa nữa, nó còn nhiều khóa nữa, và không phải là một trường đâu mà nó hàng tá trường học. Thì bây giờ chúng ta có đặt câu hỏi là anh chị có cạnh tranh nổi với một cái số lượng sinh viên vậy không? Và em nhớ có cái thời mà chuẩn bị em thi đại học đó, là em đã nhận được một tin, có cái tin trên TV nó hay đăng là dạo này là sinh viên hay thất nghiệp đó. Cái câu đó nó ám em là em mới biết rằng là ủa vậy mình đi học ra là mình cũng thất nghiệp kiểu này thì làm sao ta đó. Bởi vì cái trước khi mà em thi đại học thì cái câu mà trên TV nó ám em đó chính là sinh viên thất nghiệp. Đã có rất là nhiều bạn sinh viên đã ra trường và dạo này không có việc làm, phải đi làm thuê, phải đi ABC. Nói chung là cái tin đó trên TV nó báo vậy đó, em mới bị ám. Và em thêm mới đặt cái câu hỏi là thế đi học kiểu này là thất nghiệp rồi, thì đi học ra 4 năm trời ra thất nghiệp à? Và ngay lúc đó em theo đã biết được rằng là cái con đường này nó không có được không có được tuyệt vời lắm. Cho nên là em không có đặt, em không có chú tâm nhiều vào cái việc học tập ở trên trường đó các anh chị. Mà chủ yếu là em theo sẽ đi kinh doanh, có đi có nghĩa là mình sẽ đi ra bên ngoài, mình sẽ tự học, mình sẽ tự trải nghiệm. Và nhưng mà có một cái điều không 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 hay, đó chính là em không có biết được học từ người thành công. Có nghĩa là từ lúc đó em không có biết được là mình phải học từ người thành công. Với cái tự học thì các anh chị biết rằng là trên cái thế gian này nó có biết bao nhiêu là cái thứ cần phải học. Nội cái ăn không, anh chị cũng phải học cách ăn, nói chuyện cũng phải học cách nói, đi cũng phải học cách đi, đứng cũng phải học cách đứng, bất cứ thứ gì cũng phải học. Vậy thì bây giờ tự học, nghe cái chữ tự học làm sao biết đâu học, biết đâu mà tự học. Thế là em phải dành mấy năm trời sinh viên em phải tự mò tự học, học cái tào lao cũng học, học cái không giúp mình giàu lên cũng học, những cái thứ nó không có cái ý nghĩa gì trong cuộc đời cũng học. Anh chị hiểu không ạ? Bởi vì mình có biết cái điều gì là tốt cho mình đâu, mình làm gì biết cái điều gì tốt cho mình các anh chị. Sinh ra cha mẹ có dạy mình đâu, mà cha mẹ cũng không có làm được lấy đâu dạy mình. Sinh ra thầy cô có dạy mình đâu. Và có một cái điều mà em thấy trắc trở nhất đó chính là tự học nhưng mà em không biết học từ ai. Cho đến khi mà em theo gặp những người thầy thành công thì mình mới biết được rằng là tự học nhưng mà phải học từ những người thành công thật sự. Dạ. Tư duy giúp cho các anh chị thành công rất là nhanh đó. Đó, và từ đó các anh chị biết rằng là khi mà ông đã ra khỏi cái chiếc giường đó và ông đã nghỉ học và ông đã tự học. Thì bởi vì tự học, tự phát triển tư duy ha, các anh chị lưu ý nè. Tự phát triển tư duy, tự nâng cấp bản thân, tự nắm bắt, có nghĩa là có tư duy là sẽ có tầm nhìn. Đó, có tư duy có tầm nhìn và có thông tin. Và ông đã phát hiện ra, ông đã nắm bắt được một cái xu hướng, đó chính là cái xu hướng là làm YouTube. Và làm YouTuber thì vì làm YouTube như vậy, làm YouTube các anh chị, cái xu hướng đó là cái xu hướng là ông đã nắm bắt được. Và nhờ cái việc mà ông làm YouTube như vậy thì ông đã có được cho mình trở thành một trong những người rất là nổi tiếng về hàng đầu luôn các chị. Nổi tiếng hàng đầu thế giới là sở hữu cho mình những cái căn villa rất là khổng lồ, rất là nổi tiếng luôn. Đó, và cũng nhờ nắm bắt xu hướng. Nên là các anh chị cứ yên tâm, nếu như các anh chị có tư duy, có kiến thức, có tầm nhìn và luôn luôn đi trước đón đầu nắm bắt xu hướng thì anh chị cũng tương lai anh chị cũng sẽ trở thành một trong những người mà giàu có hàng đầu, giàu có hàng đầu ha. Ít nhất là nói chung là anh chị sẽ đứng đầu, đứng top đầu của một cái thứ gì đó, được không ạ? Thì các anh chị cứ yên tâm ha, nói về em theo thì có rất là nhiều mối quan hệ của những người thầy thành công. Và em theo cũng cảm thấy may mắn là bởi vì mình đã có những cái mối quan hệ đó. Và khi mà nhận được thông tin đó các anh chị, thông tin thì rất là tuyệt vời. Em luôn là những cái người mà được nắm bắt thông tin nhanh nhất và đầu tiên đi trước đón đầu. Nên là em theo rất là yên tâm, em theo có thể nhìn trước được những cái xu hướng, những cái tầm nhìn và về tương lai của mình nó như thế nào. Em có thể là nhìn trước được những cái điều đó để mà mình biết là mình cần phải làm gì.
Đó. Thì các anh chị phải biết là em kể cho các anh chị nghe cái câu chuyện này để cho các anh chị hiểu rằng cũng là cái con người đó các anh chị. Cũng là cái con người đó, nhưng mà khi mà họ có cái suy nghĩ là không có chịu trách nhiệm cho cuộc đời, để cuộc đời của mình ai lái đi như thế nào thì lái, cuộc đời cái xô cái cuộc, nói chung là sóng dạt đâu thì trâu vô đó. Sóng nó dạt vô chỗ nào, hồi xưa các anh chị có hay ra biển và cứ sóng nó cứ dạt những cái đồ thừa thải ở trên biển lên bờ không? Thì anh chị cứ tưởng tượng nếu như mà anh chị không có định hướng cuộc đời thì anh chị cũng giống như là những cái khúc củi, những cái rác rưởi mà biển nó cứ dạt, biển nó cứ xô vô đâu thì các anh chị đi vô cái bờ đó đó. Người ta hồi xưa là người ta gọi là củ rìu á, cứ mỗi lần mà có một cái cơn gì đó thì biển gần nhà em á, ở nhà em biển mà, thì nó sẽ tạt vô những cái củi, những cái củi, những cái rác thừa, những cái rác thải vào trong bờ, thì mọi người ở trong đó muốn có củi để sử dụng á thì sẽ đi ra lụm lụm mấy cái cây đó và gọi là lụm củi rìu đó. Thì em nghĩ là nếu như mà anh chị không có định hướng cuộc đời thì anh chị cũng giống như những cái khúc củi rìu đó, và bị sóng biển nó cứ dạt trâu đi đâu thì trâu vô đó, thì trâu vô bờ biển của khu ở Quảng Ngãi thì vô Quảng Ngãi, không thì các anh chị dạt vô biển Đà Nẵng thì vô biển Đà Nẵng, hoặc là dạt vào biển của những đất nước khác thì các anh chị dạt vào đó ha. Nói chung là cuộc đời các anh chị không có định hướng được, và anh chị để cho sóng biển nó cứ dạt đi đâu, sóng cuộc đời ha, dòng sông cuộc đời nó dạt các anh chị vào đâu thì các anh chị vào đó. Và nếu mà sống như vậy thì em thấy nó cũng không có được tuyệt vời lắm á các anh chị. Thì em muốn cho các anh chị hiểu rằng cũng là cái con người đó, nhưng mà vì cái suy nghĩ không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình thì ông để cho cuộc sống của mình nó không có cái gì ý nghĩa cả. Mà cũng là cái con người đó, họ có cái suy nghĩ là chịu trách nhiệm 100%. Tôi tạo ra cuộc đời của tôi như thế nào là do tôi tạo ra. Cuộc đời của tôi mà chưa tốt đẹp thì do tôi tạo ra, mà bây giờ tôi muốn cuộc đời tôi tốt đẹp thì chính tôi tạo ra. Đó, bởi vì khi ông có một cái suy nghĩ đó thì cuộc đời ông nó khác đi. Vậy thì cái điều em muốn các anh chị rút ra cái bài học từ cái điều này, đó chính là anh chị cũng hãy tự ra quyết định cho cuộc đời của mình. Anh chị muốn cuộc đời của mình nó diễn ra như thế nào thì anh chị chỉ cần ra quyết định, và anh chị hãy sống với quyết định đó và thực hiện cái quyết định đó cho đến khi mà đạt được cái kết quả như anh chị mong muốn thì thôi. Được không ạ? Và một cái điều mà ba cái điều mà em theo cần phải chia sẻ các anh chị, đó chính là mỗi một con người chúng ta thường hay có ba cái cấp độ trưởng thành các anh chị ha. Các anh chị ghi vào ạ. Nó có ba cấp độ trưởng thành, là cái cấp độ thứ nhất là cái cấp độ đổ lỗi các anh chị. Cấp độ đổ lỗi thì hầu như là chúng ta sinh ra trong cái cuộc đời này á, thì chúng ta bị dạy là chúng ta phải đi đổ lỗi cho người khác. Bằng cách là khi mà mỗi khi mà anh chị bị té thì ông bà cha mẹ của chúng ta thường hay là không có trách mình. Chúng ta bị té, chúng ta đi, chúng ta dắt té, ông bà cha mẹ không có trách mình. Nhưng mà trách cái ghế, trách cái hòn đá, nói chung là trách cái thứ mà đã làm cho mình bị té. Và thậm chí là phải đánh nó, thậm chí là phải phạt nó để mà tôn vinh cái con người này lên. Và chính vì cái thời khắc đó chúng ta đã bị dạy cho một cái tư duy, đó chính là đổ lỗi cho người khác. Cứ đó là cái thói quen lúc nhỏ chúng ta bị dạy, nên là bây giờ anh chị lớn lên anh chị cứ cứ mỗi khi mà có cái sự việc gì xảy ra là chúng ta thường hay là đổ lỗi cho người ta. Thích vậy nha. Các chị thấy không ạ? Đó, vì vậy nên là nó làm cho chúng ta có một cái tư duy đổ lỗi, và khi chúng ta đổ lỗi cho người khác thì chúng ta không có trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Bởi vì là gì ạ? Những anh chị mà luôn luôn có cái tư duy đổ lỗi là phải là một ai đó khác hoặc là một cái gì đó khác có lỗi chứ không phải là mình có lỗi. Và bạn á, bạn cần phải thay đổi đi. Chứ tôi thấy bạn á, bạn không có đủ giỏi đâu, bạn phải thay đổi đi nha. Còn tôi là tôi giỏi rồi. Tôi là tôi hoàn mỹ rồi. Tôi thấy tôi đúng rồi. Nên là tôi thấy bạn đó là nên thay đổi đi. Chứ còn tôi sống vậy tôi thấy tôi quá tốt. Tôi thấy tôi vậy tôi quá xuất sắc rồi. Bạn á, mới là cần phải thay đổi. Có nghĩa là đổ lỗi cho các bạn, đổ lỗi cho những người xung quanh của mình, và bắt cái người xung quanh của mình phải thay đổi. Và bản thân mình thì tốt rồi. Bản thân của mình là tao tốt rồi. Vậy thì em hỏi các anh chị là cái người đối diện của các anh chị đó, những người xung quanh đó của các anh chị, họ thay đổi, họ phát triển, họ giàu lên. Còn các anh chị thì sao? Các anh chị vẫn dậm chân tại chỗ.
Vậy thì ai là cái người sướng hơn? Em ví dụ ha. Ví dụ như các anh chị có một đứa bạn. Đó, anh chị có một đứa bạn và vô tình có một cái sự kiện xảy ra và cái đứa bạn này của các anh chị nó mới có những cái điều không tốt với các anh chị. Ở đây là các anh chị bắt đầu đổ lỗi do mày. Do mày nên tao mới bị như thế này. Mày hiểu không? Nếu như mà mày không có, nếu như mày có cái tư duy cao hơn, nếu như mà mày tốt bụng hơn á thì tao không có đến nỗi như thế này. Mày về mày cần phải thay đổi, mày cần phải nhìn lại chính mình đi. Mày về mày cần phải phát triển lên đi. Mày về mày cần phải thay đổi đi. Mày học làm người đi. Mày về mày thay đổi, mày học làm người giùm tao cái đi. Ok, xong cái nhỏ đó ừ. Vậy là mình có lỗi hay sao? Và về nó bắt đầu nó thay đổi, nó học làm người, bắt đầu nó phấn đấu, nó cố gắng, nó tích cực, nó hoàn thiện bản thân, bởi vì nó bị chửi nhục quá. Nên vậy nó phát triển, nó thay đổi, nó hoàn thiện. Cuối cùng là sao ạ? Càng ngày nó có nhiều mối quan hệ hơn, càng ngày nó có nhiều tài chính hơn, càng ngày nó có nhiều thành công hơn. Và các anh chị á, các anh chị thì sao? Các anh chị vẫn đang uống nước, vặn chuối, vẫn đang ngồi bắt đốc xem tivi và vẫn... Cái nhỏ đó không có giỏi hết. Cái nhỏ đó là chắc bây giờ này chắc nó cũng đang thay đổi này kia. Còn mình sao ạ? Vẫn ung dung, ăn dung, ung dung, các anh chị ngồi, các anh chị chơi. Nhưng mà một ngày các anh chị nhìn lại là cái đứa bạn đó của các anh chị nó đang lên một cái tầng cao rất là cao, rất là cao. Còn các anh chị thì đang ngồi dưới này. Vậy thì em hỏi các anh chị có cam tâm không ạ? Các anh chị có cam tâm là sẽ thua thiệt người khác không ạ? Bởi vì em theo không bao giờ chịu thua thiệt người khác. Nên là khi mà một cái sự việc xảy ra thì em theo thường hay nhìn lại xem thử nếu như mình thay đổi lên thì mình sẽ có thêm được cái điều gì, mình sẽ tốt hơn người khác cái gì đó. Nên là các anh chị hãy luôn ưu tiên mình thay đổi, bởi vì cái người nào mà chịu thay đổi thì người đó sẽ có thành công. Người nào chịu thay đổi, chịu phát triển theo hướng tích cực thì người đó luôn luôn gặt hái được thành công. Và Abraham Lincoln đã nói rồi các anh chị, tôi chỉ quan tâm, tôi không quan tâm tới những người mà ngày hôm nay không tốt hơn ngày hôm qua. Vì vậy nên nếu như mà các anh chị thuộc cái tiếp người là luôn luôn thay đổi, một cái sự việc xảy ra luôn nhìn thử trong cái tình huống này nếu như mình thay đổi thì mình sẽ được cái lợi gì và mình sẽ tốt hơn cái điều gì, thì chỉ cần anh chị luôn luôn thay đổi và luôn luôn phát triển như vậy thì ở ngoài xã hội ngoài kia họ luôn coi trọng các anh chị. Và anh chị chắc chắn là cái người luôn được trọng dụng, luôn được coi trọng. Và khi mà anh chị được trọng dụng và luôn được coi trọng thì anh chị phải hiểu rằng là anh chị sẽ được trả một cái phần thưởng xứng đáng. Ok, xin chúc mừng các anh chị. Rồi các anh chị ơi, mình chuẩn bị nước ha. Chuẩn bị nước xong rồi chúng ta sẽ đến vào cái nền tảng thành công. À, đó là cái nhóm đầu tiên về cái nhóm đổ lỗi các anh chị ha. Cái cấp độ thứ nhất là cấp độ đổ lỗi. Và sau cái cấp độ đổ lỗi thì các anh chị sẽ đến với cấp độ số 2. Đó chính là cấp độ chịu trách nhiệm 100%. Chịu trách nhiệm 100% về bản thân của mình các anh chị. Đó. Và những cái người mà đổ lỗi thì anh chị phải hiểu là họ không bao giờ thành công được. Jerry Cơ đã nói rồi ạ. Ba cái dấu hiệu nhận biết của một người nghèo, một cái người không thành công. Thứ nhất là đổ lỗi, thứ hai là bao biện, thứ ba là oán trách. Bởi vậy nên nếu như mà các anh chị vẫn còn nằm trong cái cấp độ đổ lỗi thì xin thưa với các anh chị, mãi mãi các anh chị sẽ không có chạm đến được cái sự tự do về tài chính. Không bao giờ các anh chị chạm tới được cái đích thành công. Bởi vì các anh chị có chịu thay đổi đâu mà chạm chứ không chạm. Dậm chân tại chỗ thì làm sao mà tiến tới, đâu có tiến tới phía trước đâu mà chạm được không ạ? Có nghĩa là những cái người mà xung quanh các anh chị, cái người mà các anh chị bắt họ họ thay đổi đó, ok, những người đó có khi họ chạm á. Nhưng mà chính anh chị là luôn dậm chân tại chỗ nên là anh chị sẽ không không dễ gì anh chị tiến lên được cái đích thành công được. Và sau khi mà có nghĩa là những người họ cảm thấy họ đổ lỗi như vậy thì họ không có thành công được, nên họ đã chuyển qua được cái cấp độ cao hơn, đó chính là cái cấp độ trưởng thành thứ hai, đó chính là cái cấp độ chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình là bất kỳ cái sự việc gì nó xảy ra trước mặt mình, hoặc là bất kỳ cái con người nào ở trước mặt mình, dù có tốt hay không tốt, dù có cái điều cái việc đó
nó giúp cho mình hài lòng hay không hài lòng, nó tốt cho mình hay không tốt cho mình, thì đơn giản anh chị phải hiểu tất cả là do chúng ta tạo ra, do cái suy nghĩ của mình nó đã phát sóng với vũ trụ và nó hút về những cái điều đó. Có thể là chúng ta suy nghĩ nó lệch lạc, chúng ta suy nghĩ nó chưa đúng cái điều chúng ta mong muốn, thì tiềm thức của vũ trụ có thể là đang muốn cho chúng ta có những cái bài học cần phải tốt nghiệp để chúng ta giỏi hơn, để chúng ta chạm đến cái đích thành công nó mới được. Vì vậy nên là anh chị phải luôn hiểu một điều, dù cái sự việc đó nó có đến với chúng ta, nó như thế nào thì nó cũng là do chúng ta tạo ra. Và đối tác của các anh chị, những cái người đội nhóm của các anh chị, họ chưa mạnh thì chính xác là do chúng ta chưa mạnh. Họ không tập trung bởi vì là do chúng ta không tập trung. Và chính cái thời khắc anh chị tập trung, anh chị phát triển, anh chị mạnh lên, đội nhóm các anh chị tự khắc họ mạnh lên. Còn cái người nào mà họ không mạnh được á, thì họ sẽ tự khắc là bị đá văng ra khỏi cái môi trường của các anh chị, có nghĩa là họ không ở gần các anh chị được. Đó nên là các anh chị phải hiểu là hoặc là những cái người đối tác của các anh chị mà họ không tốt, hoặc là họ làm cái việc gì đó không tốt với anh chị, thì đơn giản là bởi vì cũng là do chúng ta trong quá khứ chúng ta đã ra một quyết định gì đó, hoặc là chúng ta đã có một cái điểm gì đó nó không tốt nên chúng ta đã vô tình hút họ đến với cuộc đời của mình. Đó nên là chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Và sau cái việc mà chịu trách nhiệm thì chúng ta phải làm gì các anh chị? Nó có một cái điều rất là hay là chúng ta cứ hay đặt cái câu nói là ok, chị sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Ok, cái sự việc này xảy ra là nó không tốt nhưng mà mình sẽ chịu trách nhiệm và mình quyết tâm thay đổi. Mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Kể từ giây phút này mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc này. Nhưng mà cái bước đằng sau khi mà chịu trách nhiệm, các anh chị phải biết mình phải làm gì mà. Đó chính là chúng ta phải chịu thay đổi. Chúng ta chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chúng ta thì chúng ta phải luôn luôn liên tục phát triển và luôn luôn thay đổi. Và hồi sáng em theo có làm một cái video tặng cho các anh chị, đó chính là lý do tại sao các anh chị phải luôn luôn liên tục phát triển và luôn luôn thay đổi. Anh chị có thể xem ha. Rồi, sau cái cấp độ mà chúng ta chịu trách nhiệm 100%, các anh chị sẽ đến với cấp độ số 3, đó chính là cấp độ phụng sự thế giới các anh chị. Ok, chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình là bởi vì chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta nó tốt đẹp, là bởi vì chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta nó có nhiều cái điều tuyệt vời, là bởi vì chúng ta muốn chúng ta tạo ra cuộc đời của chúng ta nó tốt hơn. Ok, đó là vì bản thân các anh chị. Còn sau khi mà các anh chị đã vì bản thân của mình được rồi, các anh chị đã quá tuyệt vời bởi vì đã lãnh đạo chính bản thân của mình quá xuất sắc rồi, thì nó sẽ đến cái bước tiếp theo, cái cấp độ cao hơn, đó chính là cái cấp độ phụng sự thế giới. Anh chị có một số người, cái nhóm mà họ tốt nghiệp được cái tư duy là họ, cái cấp độ cao đó chính là họ phụng sự thế giới. Họ mới đặt cái câu hỏi là tại sao họ được may mắn có được cái sự thành công như ngày hôm nay? Tại sao họ có được cái may mắn họ học, họ hiểu bài hơn người khác? Tại sao họ có cái may mắn họ có cái trí khôn nó quá thông minh? Tại sao họ có cái sự may mắn có được cái tài chính nhiều như ngày hôm nay? Tại sao họ may mắn họ có được cái vẻ đẹp như ngày hôm nay? Thì họ hiểu rằng cái việc mà vũ trụ ban cho họ cái sự may mắn đó không phải là để ngắm trong gương, không có phải là để đó ngó, không có phải là để đó hưởng thụ một mình, mà vũ trụ đang gửi cho bạn những cái công cụ, những cái thứ để cho bạn có thể giúp cuộc đời này tốt hơn. Vũ trụ đang tin tưởng bạn để giao cho bạn một cái nhiệm vụ là bạn phải có cái nhiệm vụ cống hiến cho đời. Vì vậy nên tôi mới cho bạn đẹp, vì vậy nên tôi mới gửi cho bạn tiền, vì vậy nên tôi mới gửi cho bạn cái trí tuệ, vì vậy nên tôi mới gửi cho bạn những cái sự thành công, vì vậy nên tôi mới gửi cho bạn cái sự khôn ngoan. Và không phải tôi gửi cho bạn những cái thứ đó để bạn ngồi đó bạn ngủ, mà tôi gửi cho bạn những cái thứ đó để bạn có thể lấy cái đó để mà cống hiến cho đời, để mà giúp được những người khác, phụng sự thế giới, phụng sự đất nước, giúp cho từng cái người dân giàu lên, tư duy gốc rễ tốt hơn, cho họ thành công hơn, thì chính xác là đất nước của các anh chị sẽ thành công hơn.
Nên là em theo cứ hay nhìn những cái người mà họ có cái chân dài nè, hoặc là họ có cái vẻ cái body đẹp nè, hoặc là họ có cái sắc mặt đẹp nè, có cái gương mặt đẹp nè, thì em theo mới hay đặt câu hỏi. Em theo mới có một cái suy nghĩ là nếu như cái người bạn này mà họ có trí tuệ nữa thì họ sẽ truyền cảm hứng cho cái thế giới này rất là lớn, và họ có thể giúp được cho rất rất là nhiều người thay đổi. Ở nên là những anh chị nào mà mình đang có một cái gương mặt đẹp, mình đang có một cái cơ thể nó đẹp, mình đang có một cái đôi chân dài, và mình đang có một cái trí khôn hơn người ta, hoặc là mình đang có một cái sức khỏe tốt, hoặc là mình đang có một cái sức khỏe nó cường tráng, thì anh chị phải hiểu rằng là không phải tự nhiên anh chị có những cái điều đó đâu, mà vũ trụ đang tin tưởng các anh chị, gửi cho các anh chị cái quyền năng đó để các anh chị cống hiến cho đời đó. Ở đây là nếu như các anh chị may mắn nhận được những cái thứ đó thì đừng có đi ngủ. Đừng có mang những cái thứ đó xong rồi sống nhẫn nhơ, sống một cách vô bổ nữa, mà chúng ta hãy sử dụng những cái quyền năng đó, những cái đòn bẩy đó để cống hiến cho đời. Được không ạ? Ok. Thì cái đó là chúng ta sẽ tốt nghiệp được cái cấp độ trưởng thành số 3, đó chính là cái cấp độ mà anh chị phụng sự thế giới. Và nếu như mà anh chị nào mà đã đến được cái cấp độ số 3 rồi thì em Theo cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị. Bởi vì các anh chị đã tự lãnh đạo được mình, tự có nghĩa là tự chịu trách nhiệm cho bản thân của mình. Là quá tuyệt vời rồi các anh chị. Ok, được không ạ? Rồi, thì đó là cái nền tảng thành công thứ nhất, thứ đầu tiên, đó chính là phải chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời của mình. Cái điều này thì em Theo cũng đã tự răn đe mình và tự nhắc nhở mình. Và bây giờ mỗi khi mà có sự việc xảy ra thì em Theo luôn nhìn đó là do mình có cái gì đó chưa tốt, cho mình có một cái gì đó không đúng thì mình cần phải thay đổi. Cái đó nó là bản năng của em Theo rồi, và cái đó nó là một cái thói quen suy nghĩ của mình rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến nền tảng số 2, đó chính là cái nền tảng là tại sao. Có nghĩa là anh chị phải hiểu được cái lý do tại sao anh chị có mặt trong cái buổi livestream ngày hôm nay, và tại sao anh chị cần phải thành công, tại sao anh chị lại bỏ thời gian vào cái livestream của em để mà comment, để mà học tập, để mà comment, và tại sao anh chị lại phải thức lúc 4 giờ sáng để vào chương trình Zoom sáng để học tập. Tại sao vậy các anh chị? Tại sao giờ này những cái người khác, những người phụ nữ khác, những người đàn ông khác, những người gia đình khác họ đang đi dạo mát á, mặc dù Covid vậy chứ mà vẫn thích ra công viên đi dạo dạo. Họ đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi qua đi lại, đi tới đi lui để thư giãn đầu óc, để cho cái đầu óc nó được tỉnh táo, nó được minh triết, nó được thoải mái, nó được gọi là ngao du, để cho tiềm thức có thể là đi dạo trong công viên, nói chung là rất là thoải mái. Nhưng mà chúng ta thì ngồi ở đây, em Theo thì phải dành thời gian để mà livestream cho các anh chị, chia sẻ cho các anh chị. Còn một số những anh chị khác á, thì dành thời gian để mà nói chuyện với những cái người bạn trong đội nhóm của mình để hỗ trợ cho họ xem thử là họ đang gặp vấn đề gì, tại sao họ học mà họ chưa có sự thay đổi, xem thử họ cần cái gì để mà mình nhúng tay vô, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ cho họ tốt hơn. Rồi tại sao các anh chị lại ngồi ở đây để mà các anh chị comment bài viết của em và học tập nghiêm túc trong 2 tiếng đồng hồ, học từ đầu tới cuối livestream. Em nói em phải nói là các anh chị quá tuyệt vời, anh chị rất là nghiêm túc cho cái sự thành công của mình. Nên là mỗi cái livestream ở đây em Theo phải chuẩn bị rất là kỹ càng, và em Theo phải chia sẻ các anh chị những cái nội dung mà nó phải giúp cho các anh chị đạt được cái kết quả nó nhanh nhất, nó tuyệt vời nhất. Và em Theo luôn dặn những cái người bạn hỗ trợ của mình, anh chị phải nhớ là gì ạ, quan tâm tới đội nhóm của mình, những anh chị học của mình họ có ghi chép livestream hay không. Họ không ghi đúng không? Không ghi thì phải nói làm sao cho ghi. Họ chưa học tập nghiêm túc đúng không? Phải nói làm sao cho học tập nghiêm túc. Không chịu ôn bài đúng không? Chịu ao kiến thức đúng không? Mình nói làm sao cho ao kiến thức ra. Nói chung á là phải đạt được cái mục tiêu tài chính 30 ngày. Đó. Hằng ngày em Theo phải luôn chăng anh chị phải đặt cái câu hỏi lý do tại sao anh chị vào đây anh chị học. Ở lý do tại sao mà các anh chị đang đi làm công ty, các anh chị đang đi làm mà các anh chị cũng phải bật livestream lên các anh chị học. Lý do tại sao các anh chị đang nấu cơm các anh chị cũng phải bật livestream các anh chị xem. Là lý do tại sao vậy các anh chị? Các anh chị cũng phải trả lời được cho mình một cái lý do.
Có một số người á, là họ muốn cái cuộc sống của họ nó thịnh vượng hơn, nó tốt hơn, nó giàu có hơn à, về tài chính, có thể gia tăng về tài chính. Có một số anh chị thì họ muốn cuộc sống của họ nó hạnh phúc hơn, nó có ý nghĩa hơn. Có ý nghĩa hơn là thay vì bây giờ ngồi xem tivi. Hoặc là có một số anh chị họ cảm thấy rằng là nếu như mà không phát triển tư duy, không có học tập, không có phát triển thì cũng chả biết làm gì. Đó, cũng có một số anh chị thì họ lại ưu tiên cái lý do là vì danh vọng. Họ thích được có tư duy, có tăng được cái nổi tiếng của mình, cái sự tiếng tăm của mình vì cái danh vọng của mình. Hoặc là có một số anh chị lại thích mình có trí tuệ, có trí khôn, mình nói chuyện với người ta nó cũng ngon, nó cũng phải thể hiện mình là một người có bản lĩnh, có khí chất, có là một người có đạo, có nho giáo, có trí tuệ. Một người có trí tuệ luôn được người khác tôn trọng các anh chị, luôn được người khác nể trọng. Ở đây là các anh chị phải luôn liên tục và phát triển cái bản thân của mình. Thì cái mấu chốt của vấn đề mà các anh chị đặt cái câu hỏi tại sao và cái nền tảng số 2 đó là các anh chị phải tìm ra được cái giá trị cốt lõi cho cái bản thân của mình các anh chị. Các anh chị phải luôn tìm được ra cho mình cái giá trị cốt lõi trong cái bản thân các anh chị là cái gì. Đó, các anh chị có cái giá trị gì? Và tại sao cái điều gì nó khiến cho các anh chị phải luôn học tập nghiêm túc, phải luôn nhắc nhở bản thân của mình là phải luôn phát triển không ngừng. Anh chị có trả lời được không ạ? Anh chị có trả lời được không các anh chị? Đa phần cái giá trị cốt lõi mà các anh chị muốn thay đổi đó, đa phần mà cái giá trị cốt lõi mà tất cả các anh chị ở đây, anh chị cố gắng, anh chị học tập, nó là vì gia đình của mình đó các anh chị. Bao nhiêu số các anh chị ở đây, các anh chị học tập là vì gia đình của mình các anh chị. Cái giá trị cốt lõi của các anh chị là vì gia đình. Là một số anh chị là mình muốn cha mẹ của mình, đúng không ạ? Cha mẹ của mình được sống một cái cuộc sống nó thịnh vượng hơn, nó chất lượng hơn, được ăn uống nó đầy đủ những cái dinh dưỡng, những cái dưỡng chất để cho cha mẹ của mình phải sống thọ, phải sống khỏe. Và em Theo cũng mong muốn rằng là phải nhìn thấy cha mẹ mình khỏe mạnh các anh chị. Ở đây là em đã rất là dành thời gian rất là nhiều để phát triển, để mình tạo ra cho mình một cái tài chính lớn để mình có thể lo được cho cha mẹ của mình. Chỉ khi nào mà em lo được cho cha mẹ của mình một cách là gọi là cha mẹ phải gọi là sống một cái cách, có một cái phong cách sống nó tuyệt vời, và cha mẹ của mình ở cái chế độ là phải là vừa tận hưởng cuộc sống, thì lúc đó mình mới bắt đầu yên tâm lo cho gia đình nhỏ của mình. Đó, có một số anh chị thì sao ạ? Có một số anh chị là sống là vì con, vì chồng, vì gia đình, vì cha, vì mẹ. Tất cả đó là cái thường là cái giá trị cốt lõi của mình. Đó, là anh chị sẽ cống hiến cho ai, có nghĩa là vì ai và phụng sự cho ai. Đó, anh chị có đặt câu hỏi được không ạ? Các anh chị có trả lời được không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình không có muốn phí hoài cái giá trị của mình không muốn mỗi ngày mình sống, mỗi ngày mình mỗi ngày trôi qua, một ngày của mình nó không phải vô bổ được. Và gia đình của mình nó là một cái động lực cũng khá là lớn cho em Theo, để mà em Theo luôn liên tục phát triển các anh chị. Và nếu như mà sau khi mình đã lo được cho gia đình của mình rồi, vậy thì cái lý do nó còn là gì nữa đây? Cái lý do nữa đó chính là em phải liên tục phát triển để em có thể là cống hiến, em có thể giúp cho, truyền cảm hứng cho tất cả các anh chị, để giúp cho những cái người ở ngoài kia họ cũng như em Theo, và họ có một cuộc sống thay đổi. Bởi vì sau khi chúng ta lo cho gia đình chúng ta xong rồi thì chúng ta làm gì nữa? Ở đây là một cái nhiệm vụ nữa để cho chúng ta luôn liên tục phát triển và cái giá trị cốt lõi của mình. Vì cái giá trị cốt lõi của mình đó chính là vì cộng đồng, vì xã hội các anh chị. Ở đây là những anh chị mà cố gắng phát triển và anh chị liên tục phát triển, và dù có phát triển rồi anh chị vẫn tiếp tục phát triển nữa, đó là bởi vì cái giá trị cốt lõi của anh chị là vì cộng đồng, vì xã hội nữa. Bởi vì sau cái lý do mà lo cho gia đình mình xong thì anh chị sẽ có một cái mục tiêu nữa là lo cho cộng đồng, cho xã hội.
Bởi vì lo cho gia đình á, thì cái tài chính của các anh chị nó cũng không có nhiều lắm đâu, nó cũng giới hạn thôi. Nên là khi mà anh chị đạt được cái mức tài chính đủ lo cho gia đình thì các anh chị sẽ làm gì nữa đây? Anh chị thường hay rất là nản, mà chị sẽ không tiếp tục phát triển. Nhưng mà nếu như chúng ta có thêm một cái động lực nữa, đó chính là sau khi lo cho gia đình xong thì chúng ta sẽ tiếp tục lo cho cộng đồng, cho xã hội, có thể giúp được người nào đó thành công lên, hoặc là truyền cảm hứng, hoặc là cái biểu tượng mình có thể là gì ạ, giúp người khác thành công, thì đó là cái động lực tiếp theo để cho các anh chị tiếp tục phát triển nữa mà. Ok, và cái nền tảng số 3 em theo muốn chia sẻ các anh chị ở đây là anh chị phải xác định được cái điều mà anh chị thật sự mong muốn nó là cái gì. Bởi vì khi mà anh chị tìm ra được cái giá trị cốt lõi của mình rồi thì anh chị không cần thiết phải có động lực các anh chị ha. Anh chị nhớ là khi mà anh chị đã tìm ra được cái động lực, cái giá trị cốt lõi của mình, anh chị biết rằng là anh chị học tập vì ai, anh chị phát triển vì ai. Thì bởi vì hồi xưa em theo luôn liên tục phát triển vì cha mẹ của mình. Nên là từ cái lúc mà em theo vào sinh viên cho đến bây giờ, chưa có một ngày nào mà em buông lỏng cái bản thân của mình. Chưa một ngày nào em cho phép em theo phải là ngủ quá 8 tiếng hay là như thế nào cả các anh chị. Bởi vì em có cái động lực, đó chính là lo cho gia đình của mình và cống hiến cho cái xã hội. Bởi vì em biết rằng là chỉ khi nào mình có giá trị với người khác thì chỉ khi đó cái việc mà mình tồn tại trên cái xã hội này nó mới xứng đáng thôi. Còn không á, là mình sống ở trên cái xã hội này nó vô nghĩa. Nó vô nghĩa các anh chị. Nên là hàng ngày em theo luôn phát triển và chưa bao giờ em theo cho phép mình buông lỏng bản thân. Buông thả bản thân của mình, trôi dạt theo cái gì đó ha. Ok, và cái nền tảng số 3 ha, là các anh chị sẽ xác định được cái điều anh chị thật sự mong muốn đạt được là cái gì. Đó, cái điều này rất là, cái nền tảng này rất là quan trọng. Bởi vì anh chị phải đặt câu hỏi. Anh chị không biết mình muốn cái gì thì anh chị là cố gắng để đạt được những điều mình mong muốn để làm gì, đúng không ạ? Và có một cái câu nói mà em tặng cho các anh chị là gì ạ? Tất cả những người ngoài kia họ không biết họ muốn cái gì, họ không đạt được những cái điều họ mong muốn. Đơn giản là họ không biết họ muốn cái gì các anh chị. Và cái thời sinh viên em nói thật các anh chị, em không biết em muốn cái gì luôn. Em chỉ biết là mình muốn thành công, mình muốn tự do tài chính, mình muốn tự do không gian. Nhưng mà em không biết mình muốn cái gì. Em không biết mình muốn thật sự rõ là cái gì. Nhưng mà bây giờ anh chị thử coi, nếu như anh chị thật sự biết rõ rằng là cái điều mà anh chị cần phải phát triển, lý do tại sao anh chị phải phát triển là bởi vì anh chị muốn cái gì nè. Anh chị chỉ cần xác định rõ cái điều mà anh chị thật sự mong muốn thì sẽ có cách để cho các anh chị đạt được. Và cái câu đầu tiên mà em theo gặp mọi người, em theo sẽ hỏi cái gì anh chị biết không? Cái câu đầu tiên mà em gặp các anh chị, em sẽ hỏi cái gì các anh chị biết không ạ? Chị ơi, hiện tại thì chị đang mong muốn cái gì nhất? Chị ơi, mục tiêu 30 ngày tháng này là chị muốn đạt được cái điều gì? Chị ơi, chị muốn là trong năm 2021 này chị có cái gì? Chị ơi, chị muốn rằng là trong cái tháng này á, là chị sẽ sở hữu được cái gì? Chị ơi, chị muốn chị có cái body nó như thế nào? Muốn. Đây là câu hỏi mà em hay dành để em hỏi mọi người. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu như em phát hiện, em biết được nếu anh chị là cái người có ước muốn rõ ràng thì chính xác các anh chị sẽ tìm cách để mà đạt được cái ước muốn đó. Và giả sử như nếu như mà em cảm thấy các anh chị đang rất là khao khát để đạt được ước muốn đó thì có thể em có thể là giúp và hoặc là hỗ trợ các anh chị để các anh chị đạt được. Bởi vì em đã nắm rõ trong cái tâm tay cái công thức để đạt được những cái điều mình thật sự mong muốn. Tại nên là nếu như mà anh chị rất là khao khát đạt được cái điều mình muốn đó mà anh chị vẫn chưa làm được thì em có thể là hỗ trợ trao cho các anh chị cái công thức đó để các anh chị đạt được cái điều mình mong muốn. Và tất nhiên là công thức đó nó đã nằm trọn trong cái chuỗi livestream này, chỉ là cái điều là các anh chị học mà anh chị chưa hiểu thôi. Để trong livestream này chắc chắn em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và để hiểu hơn thì các anh chị nên vào chương trình Zoom mỗi buổi sáng. Và đầu tháng em sẽ hỏi: trong tháng này anh chị muốn đạt được mục tiêu gì? Và cứ trôi qua một tuần ha. Cứ trôi qua một tuần thì em theo hỏi các anh chị.
À, một tuần kế tiếp các anh chị muốn đạt được mục tiêu gì, các anh chị sẽ muốn là mình sẽ tốt nghiệp được cái bài học gì, mình sẽ có được cái gì đây đó, và cứ trôi qua một tuần để về hỏi là trong cái tháng này các anh chị mong muốn điều gì, các anh chị đã đạt mục tiêu của mình tới đâu rồi đó, cứ lại là cứ cứ phải trôi qua một tuần làm theo lại hỏi thì các anh chị sẽ có được cái người nhắc nhở các anh chị đạt mục tiêu, được không ạ? Nên là các anh chị vào chương trình Zoom sáng là anh chị cứ yên tâm, anh chị chỉ có thành công thôi chứ không có cái đường khác đó. Rồi cái nền tảng số tư số bốn các anh chị ha, nền tảng 4 là anh chị hãy có những cái niềm tin các anh chị. Anh chị hãy luôn có những cái niềm tin. Vậy thì chúng ta phải xây dựng cho chúng ta cái niềm tin gì đây ạ? Anh chị hãy luôn nhớ là mình phải có những cái niềm tin. Và cái niềm tin anh chị sẽ có được hai cái niềm tin là hai cái niềm tin cực kỳ quan trọng mà anh chị phải luôn luôn nhớ. Niềm tin thứ nhất là anh chị phải luôn tin vào chính bản thân của mình. Có nghĩa là anh chị phải tin một cái điều rằng là anh chị có khả năng làm được cái điều mà anh chị mong muốn. Anh chị phải tin chính bản thân của mình này nè. Và em theo cực kỳ tin vào bản thân của mình. Rất tin các anh chị. Và em có một cái niềm tin nữa em được học đó chính là cái gì mà người khác không làm được thì em phải làm xuất sắc. Cái gì mà người khác làm được thì em cũng làm được là cái chuyện hiển nhiên. Còn cái gì mà người khác không làm được thì em phải làm được. Bởi vì mình phải làm được những cái thứ mà người khác không làm được thì mình mới có những cái thứ mà người khác không có. Nên là chúng ta đừng có chỉ chăm chăm vào những cái thứ mà người khác làm được thì mình mới làm được. Còn người khác không làm được thì chắc tôi cũng không làm được đâu. Không bao giờ. Em chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Người khác làm được, ok, cái chuyện mình làm được đó là cái chuyện hiển nhiên. Còn người khác mà không làm được, mình càng phải làm được. Tại vì mình làm được thì mình mới có giá trị với người khác nhiều hơn. Mình mới có cái giá trị cho cái cộng đồng này nhiều hơn. Và cái người nào mà có cái quyền năng càng lớn thì người đó sẽ được hưởng nhiều điều tuyệt vời hơn thôi các anh chị. Đây là cái điều, cái niềm tin đầu tiên các anh chị phải luôn tin vào chính bản thân của mình các anh chị ha. Uy tín thì được xây dựng nên những cái kết quả của các anh chị. Nếu như các anh chị là một người uy tín là các anh chị sẽ gì ạ? Sẽ tạo dựng cái uy tín nó bằng cái kết quả của mình. Có nghĩa là mình không có cần phải nói nhiều mà mình sẽ lấy cái kết quả của mình ra mình chứng thực. Còn em nhắm nhắm hầu như em quan sát là cái người nào mà nói càng nhiều thì làm không bao nhiêu các anh chị. Ở đây là các anh chị phải hiểu là em thuộc cái tiếp người là em sẽ rất là ít nói. Và em chỉ thích chứng minh bằng kết quả thôi. Chưa bao giờ em nói là các anh chị yên tâm, cái này dễ à, cái này em làm chút ép là xong mà. Chưa bao giờ em theo nói những cái điều như thế. Và người thành công họ chỉ thích chứng minh bằng kết quả thôi các anh chị. Họ không thích nói nhiều. Người thành công không thích nói nhiều. Và em cũng nên khuyên các anh chị là uy tín của các anh chị sẽ được xây dựng bằng kết quả chứ không phải xây dựng bằng cái lời nói. Và giả sử như nếu mà các anh chị nói nhiều mà các anh chị làm không bao nhiêu là uy tín các anh chị nó càng ngày càng tụt lút luôn. Nên là tốt nhất là chúng ta sẽ làm xong rồi hãy nói, làm được rồi hãy nói các anh chị. Và em luôn tin vào bản thân của mình. Em luôn tin vào bản thân của mình. Nên là em rất là tự hào về bản thân của mình và rất là cảm thấy mình là một cái người rất là tài giỏi. Và bất cứ cái việc gì mình cũng có thể là gì ạ? Có thể tạo ra được cái kết quả và phải làm được. Đó, các anh chị đã có được cái niềm tin như thế này chưa ạ? Niềm tin như thế này nó mới giúp cho các anh chị lên được cái tầng rất là cao. Lúc nào cũng phải tin mình làm được chuyện nhỏ. Và em luôn thủ thỉ với bản thân của mình rằng mình làm được. Mình là một người thành công mà. Mình là một người phụ nữ quyền lực. Chuyện gì mình cũng làm được. Và em luôn chứng minh bằng kết quả. Có nghĩa là những cái lời nói đó em chỉ nói với bản thân của mình. Chứ em không phải là em hô hào ngoài kia. Đồng bào ơi, xã hội ơi, cái gì mình cũng làm được hết. Các anh chị yên tâm, bất cứ cái gì mình cũng làm được. Em không bao giờ nói người khác. Nhưng mà em nói với chính bản thân của mình. Nói với chính bản thân của mình và em sẽ chứng minh với xã hội bằng cái kết quả.
chứng minh với những người thầy thành công của mình bằng kết quả, chứng minh với những người đối tác đồng hành với mình bằng kết quả, chứ không phải là bằng lời nói. Ok, em theo hy vọng rằng là sau đợt này các anh chị sẽ có được một cái niềm tin rất là lớn, đó chính là tin vào chính bản thân của mình và luôn luôn dùng cái kết quả của mình để chứng thực. Được không ạ? Và một cái niềm tin cũng quan trọng thứ hai, đó chính là cái niềm tin anh chị phải tin rằng là mọi việc đều có thể thực hiện được. Đầu tiên là mình phải tin mình làm được. Và cái thứ hai anh chị phải tin là mọi việc trên cuộc đời này nó đều xảy ra được. Mọi thứ nó đều xảy ra được các anh chị. Và tiềm thức thì luôn sắp xếp theo một trật tự linh thiêng và luôn giúp cho các anh chị liên tục tiến đến thành công của mình. Và anh chị hiểu rằng là có những cái điều mà chúng ta thật sự là chúng ta chưa biết làm như thế nào. Và em theo phải nói với các anh chị là cái mục tiêu mà đạt được cái 1 triệu đô trong vòng 6 tháng, nói thật các anh chị em không biết làm thế nào hết. Nhưng mà bởi vì em thấy rằng những người thành công đi trước làm được, ok em làm được. Và em đã ra quyết định với vũ trụ rằng là mình cũng phải đạt được cái kết quả là thành công, đạt được một khối tài sản là 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Mình cũng phải làm được, người khác làm được là mình làm được. Và khi mà em ra quyết định như vậy thì em đã phó thác cho tiềm thức và lắng nghe tiếng gọi. Có nghĩa là chờ đợi tiềm thức và vũ trụ mách bảo em làm cái gì và em phải làm ngay cái đó. Có nghĩa là em sẽ làm mọi thứ, có nghĩa là tiềm thức và vũ trụ bảo em làm gì là em làm ngay. Em không cãi các anh chị. Bảo em làm cái gì là em đều làm ngay, em đều thực hiện ngay. Dù nó là cái thứ gì, miễn nó không có trái luôn đạo lý gì đó thì em không làm thôi. Còn miễn là làm để hướng đến sự thành công của mình là em làm hết. Em không có sợ, em không có gọi là cái này ngại hay gì, em không bao giờ như thế. Và vì cái thành công của mình, vì cái mục đích của mình. Và mọi việc thì các anh chị luôn thực hiện được. Và anh chị hãy luôn tin vào chính bản thân của mình. Lúc xưa thì anh chị có thể là nghi ngờ bản thân của mình thì được. Nhưng mà bây giờ anh chị đã có tư duy của các triệu phú đô la, anh chị đã có tư duy của những người thành công. Và anh chị có ngay cả tiềm thức và vũ trụ hậu thuẫn các anh chị. Thì em thưa khuyên là các anh chị không cần phải lo lắng gì cả. Anh chị cứ hãy tự tin vào chính mình. Tự tin và tiếp tục tiến lên phía trước. Rồi, thì có một cái nền tảng kế tiếp các anh chị. Một cái nền tảng tiếp theo. Đó chính là chúng ta phải trở thành một cái người hoang tưởng đảo ngược. Hoang tưởng đảo ngược nghĩa là sao? Em sẽ giải thích cho các anh chị một cái người hoang tưởng nghĩa là sao. Một cái người hoang tưởng là như thế này nè các anh chị. Cái gì tao cũng làm được hết. Tao phải có 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Tao phải có 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Tiềm thức ơi, có 1 triệu đô trong vòng 6 tháng nha. Yeah. Cuối cùng sao ạ? Mở mắt ra. Ủa? Chưa có 1 triệu đô à? Ủa? 1 tháng trôi qua rồi mà chưa có 1 triệu đô hả? Tiếp tục. Tiềm thức ơi, tôi muốn có 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Tôi muốn 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Yeah. Đúng rồi. Bắt đầu mở mắt ra. Ủa 2 tháng trôi qua rồi mà mình vẫn chưa có kết quả gì là sao ta? Chắc là chưa đủ. Tiếp tục. Tiềm thức ơi, tôi muốn có 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. 1 triệu đô trong vòng 6 tháng. Yeah. Đủ trời. Xong mở mắt ra. 3 tháng trôi qua. Ủa? Sao cũng chưa có gì ta? Các anh chị hiểu em sẽ nói không? Cái này gọi là ngầu hoang tưởng các anh chị. Cái này là hoang tưởng nha, hoang tưởng thật sự đó nha. Có nghĩa là anh chị chỉ ngồi đó và tưởng tượng thôi chứ anh chị không có làm. Tiềm thức của vũ trụ có nghĩa là chúng ta muốn đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn, nhưng mà chúng ta không có biết cái cách nào cả. Thì chúng ta mới nhờ đến tiềm thức và vũ trụ chỉ lối cho chúng ta đi, chỉ cho chúng ta cái con đường và chỉ cho chúng ta cái cách thức. Ví dụ như anh chị muốn có 600 triệu lợi nhuận trong cái tháng 5 này. Nhưng mà anh chị không biết làm sao hết. Thì anh chị mới nhờ đến tiềm thức và vũ trụ dẫn cái lối cho các anh chị. Thì khi mà tiềm thức bảo các anh chị làm gì thì các anh chị mới phải làm theo. Ví dụ như các anh chị ra quyết định là bây giờ mình phải đi được qua cái con sông kia. Mình phải đi được qua cái con sông kia một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và khô ráo. Thì tiềm thức sẽ chỉ cho các anh chị, ê nó nghe nè, đi tới kia 100, anh nó sẽ dẫn lối cho mách bảo các anh chị là mình sẽ đi tới kia, mình tìm có cái cây cầu thì mình đi qua. Hoặc là nó sẽ bảo các anh chị là ngồi đây khoảng chừng 30 phút là sẽ có một cái chuyến đò đi qua rồi leo lên nha.
thì sau khi mà nó mách bảo các anh chị thì các anh chị phải làm ngay. Ok, chị sẽ làm ngay. Thì sau khi mà anh chị làm ngay thì anh chị sẽ đạt được kết quả là anh chị sẽ qua được cái bờ bên kia. Nhưng mà có một số người ngồi ảo tưởng anh chị. Chị nghe nói là học livestream, ghi chép livestream rồi đọc sách đó là mình sẽ có tiền hả em? Chị thấy rằng là chị cũng làm y như người ta nói, rồi vô Zoom rồi chị cũng vô luôn mà chị không thấy tiền đâu hết em. Dạ thưa các anh chị, cái việc mà các anh chị học ghi chép livestream, các anh chị đọc sách, các anh chị vào Zoom, nó là cái việc là các anh chị chỉ mới học thôi. Có nghĩa là anh chị chỉ mới học cái cách sử dụng sức mạnh tiềm thức và vũ trụ để hút tiền cho các anh chị. Thì sau đó anh chị chỉ mới học cái cách sử dụng thôi. Thì tiềm thức của vũ trụ nó mách bảo các anh chị phải tiếp tục, các anh chị làm những cái thứ mà nó mách bảo. Còn cái chuyện mà các anh chị ghi chép livestream, các anh chị vào Zoom, nó chỉ là mới có bước học thôi. Cái bước học thôi. Mới có học thôi đó. Chưa. Ở đây là các anh chị đừng có hoang tưởng được mà. À đúng rồi, chúng ta phải là những người hoang tưởng, nhưng mà chúng ta phải đảo ngược lại. Có nghĩa là chúng ta có tưởng tượng, nhưng mà chúng ta có hành động. Chứ chúng ta không phải là cái người hoang tưởng thật sự, mà chúng ta phải là những người hoang tưởng đảo ngược lại. Được không các anh chị? Chúng ta có tưởng tượng, nhưng mà nhờ cái tưởng tượng của mình để tiềm thức chỉ lối cho mình đi. Chỉ lối xong thì mình đi thôi. Tiềm thức chỉ lối xong thì đi thôi. Và từ hồi cái lúc mà em theo biết sử dụng tiềm thức tới giờ, chưa có cái việc gì mà em tự làm, tự suy nghĩ, tự nghĩ ra các anh chị. Tất cả những cái quyền năng em có, những cái kết quả em có được, một tay tiềm thức chỉ lối cho em đó. Một tay tiềm thức chỉ lối đó. Tiềm thức chỉ hết. Nhưng mà em được cái là gì ạ? Khôn ngoan. Tiềm thức chỉ cái làm liền. Hay lắm. Rồi, em sẽ chia sẻ các anh chị một cái nền tảng thành công tiếp theo là nền tảng số 6 các anh chị ha. Là anh chị phải luôn có một cái suy nghĩ như thế này nè. Anh chị phải luôn có một cái suy nghĩ được rằng là luôn luôn có một cái biển chỉ dẫn đến đường thành công các anh chị. Anh chị phải hiểu rằng là giống như là anh chị muốn từ đây lên Đà Lạt đúng không ạ? Thì luôn luôn có cái con đường từ đây đi lên Đà Lạt và nó sẽ có những cái biển chỉ lối. Ví dụ như là đi 100m nữa là rẽ trái, hoặc là anh chị đi 100m nữa là nó có khúc cua. Đó là cái biển chỉ lối. Và anh chị phải hiểu một điều, luôn luôn có cái biển chỉ lối cho các anh chị đến cái đích thành công. Quan trọng là anh chị có biết cái biển đó nó ở đâu không? Em hỏi là các anh chị có biết cái biển đó nó ở đâu không ạ? Và hồi xưa đó các anh chị, nếu như cái thời nói về cái thời cha mẹ của mình, thì cha mẹ của mình sinh ra đúng thật sự là để mà có cái chuỗi livestream như thế này học thì thật sự không dễ dàng. Thậm chí mẹ của em nói là hồi xưa là không có điện để mà học nữa, không có điện, phải học bằng đèn cày. Cái đèn cày đó các anh chị, mới vừa đốt lửa lên cái gió thổi hiu hiu tắt mất tiêu. Ở đây là người ta mới sắm một cái lồng, cái đèn vô để cho cái đèn đừng có tắt đi á. Thì mẹ của em á là nói rằng là cái việc mà đi học như vậy còn không có được điều kiện nữa, chứ đừng có nói gì á. Bây giờ mà phát triển tư duy, học làm giàu. Cái thời đó mẹ em nói là một hạt cơm là đeo 10 lát củ. Có nghĩa là để mà ăn no thôi là còn cũng không có ăn nữa, chứ đừng có nói mà ăn khỏe trẻ đẹp giống như con. Chứ đừng có nói mà học tập phát triển làm giàu các anh chị. Mẹ em nói hồi đó rất là ao ước được đến trường học. Học ở trường học giỏi ghê lắm, nhưng mà không có điều kiện để đi học. Chứ đừng có nói mà bây giờ học tư duy, kiến thức tầm nhìn, nắm bắt thông tin, rồi làm giàu các anh chị. Đó nên là các anh chị phải hiểu rằng là chúng ta rất là may mắn, để vì bây giờ chúng ta đã có những cái cuốn sách của những người thành công. Những người thành công họ đi trước và họ viết sách lại. Hoặc là những người thành công giống như là câu lạc bộ của mình, họ đi trước, họ có những cái khóa học, sau đó là họ đúc kết lại và họ có thể chia sẻ miễn phí cho các anh chị qua những cái live stream. Chứ không phải là chúng ta phải tổ chức những cái khóa học ra rồi bán cho các anh chị làm gì. Chỉ cần chia sẻ qua live stream này là các anh chị cũng có thể học được. Vậy em thấy học qua live stream rất là sướng nha. Là các anh chị chỉ cần ngồi nhà ha, ngồi bắt đốc chiếm chuệ và bật máy lạnh lên, hoặc là ngồi ngoài trời gió hiu hiu ngồi ghi chép.
Đó, để mà anh chị biết được cái kiến thức ngày hôm nay, giả sử như những nền tảng của người thành công, anh chị có thể là phải lặn lội qua bên Singapore, phải đóng 100 triệu tiền khóa học, rồi các anh chị cũng phải bay qua bên đó, rồi anh chị cũng phải ở khách sạn, rồi anh chị cũng phải tới nơi học, rồi ngồi học, rồi phải tranh thủ đeo hai cái tai nghe để chúng ta ngồi chúng ta ghi cho nó đã đời, ghi không kịp thì sao? Bây giờ em hỏi ghi không kịp thì sao? Mà giả sử cho anh chị ghi kịp luôn đó, rồi về nhà anh chị có hiểu cái đó là cái gì không, rồi biết làm gì với cái mớ kiến thức đó không? Không. Vậy nên các anh chị ngồi đây, các anh chị ngồi chiếm trệ chứ, ghi ra, ghi từng câu từng chữ. Anh chị có biết lý do tại sao mà hồi xưa em học, anh chị học livestream anh chị phải ghi chép từng câu từng chữ không ạ? Bởi vì bao nhiêu cái quý giá nó được nằm trong cái livestream này, anh chị chỉ ngồi chép lại ra để mình coi thử là mình không có sót bất kỳ cái tư duy gì thôi. Còn người ta, anh chị phải đi qua bên Singapore anh chị học, anh chị ghi không kịp. Còn ở đây ghi không kịp bấm dừng. Ồ, có bắt cái gì đâu các anh chị, ghi không kịp đúng không? Ok bấm dừng. Rồi mình ghi xong rồi mình cho nó chạy, sướng không các anh chị? Em thấy nó quá sướng các anh chị. Nó còn thiết kế cái chuyện là bây giờ lỡ đâu bị mắc cái câu đó, tua lại. Tua lại. Tua lại. Cái là ghi ghi xong kịp rồi ok, chạy tiếp. Ồ, cái này hay là dừng dừng dừng, ghi. Anh chị hiểu không ạ? Là anh chị không sót bất cứ cái tư duy gì luôn. Và dù anh chị là cái người học nhanh, học chậm gì anh chị cũng học được. Nó không có phải là vội vội vàng vàng ghi kiến thức rồi lẹ lẹ chứ không là mất kiến thức. Nhưng mà quan trọng là anh chị còn có cái người hỗ trợ các anh chị học nữa. Còn em theo còn tổ chức cho các anh chị cái chương trình Zoom mỗi buổi sáng, các anh chị vào Zoom sáng các anh chị còn được lụm thêm những cái tư duy ở trong Zoom sáng, các anh chị còn phải học nhanh nữa. Nói chung là em nói thật các anh chị là anh chị quá sướng. Coi như là chuẩn bị cho các anh chị một cái bữa tiệc linh đình để các anh chị ăn luôn đó. Các anh chị chỉ cần ăn vô là giàu thôi đó. Quan trọng là các anh chị có ăn hay không thôi ha. Thì đó là cái tư duy, cái nền tảng thành công số 6. Và em theo còn một vài cái nền tảng nữa nhưng bây giờ nó cũng sắp là 10 giờ rồi. Thôi em theo xin kết thúc livestream tại đây ha. Chúng ta sẽ tiếp tục những cái nền tảng thành công vào ngày hôm sau. Được mà cũng còn khá là nhiều cái nền tảng thành công đó các anh chị. Rồi anh chị hãy tóm tắt lại 6 cái nền tảng thành công này và các anh chị có thể ôn bài với những người đội nhóm của mình. Và hãy trân quý những cái kiến thức ngày hôm nay. Nó có thể giúp cho các anh chị có một cuộc đời siêu giàu có, một cái gia tộc tỷ đô, một cái gia tộc giàu 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 đời đời kiếp kiếp đó các anh chị. Ok, rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho các anh chị ngủ ngon trong ý niệm của sự thành công và giàu có. Yeah!